qua đây mấy lần nhưng mà đi ô tô khó nhìn lắm. Đúng rồi. Chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng mới này. Đấy thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gió xanh nhá. Đấy, dầu gió xanh. Dòng này thì nó sẽ là hàng sản xuất tại Singapore và xuất cho thị trường Mỹ này. Đấy. Dầu gió hiệu con ó đây các bác này. Dòng này thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy các bác dùng thì đây, hàng made in Singapore nhá. Sản xuất tại Singapore, nguyên tem nguyên đại như nguyên đai nguyên kiện như này. Và nó là hàng xuất cho thị trường Mỹ nhé. Hàng xuất cho thị trường Mỹ thì các bác biết rồi. Đấy, hàng của Mỹ là nó phải đạt tiêu chuẩn thì mới được xuất vào Mỹ nhé. Và sản xuất tại một cái đất nước là đất nước Singapore thì các bác cũng yên tâm sử dụng các bác nhé. Đó, thì đây. Đấy, thì bên shop có bán lẻ theo một lọ và có bán theo cả một lố như này nhé. Một lố như này của nó sẽ là 12 chai. 12 chai. Mua lẻ thì sẽ là 40.000 cho một lọ như này nhá. 40.000 cho một lọ như này các bác này. Đấy, đây. Hàng sản xuất tại Singapore nhá. Made in Singapore các bác này, made in Singapore. Và hàng này thì nó sẽ là hàng xuất cho thị trường Mỹ nhá. Xuất cho thị trường Mỹ. Đây. USA các bác này. Đó, đây. Có thấy chưa? Đó. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ là hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem mác như này các bác này. Đấy. Hàng này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái hàng cực kỳ là chất lượng cho các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, một cái lọ dầu gió như này. Đấy, các bác lên cho em là dầu gió xanh nhá. Đấy, hoặc là dầu gió là được rồi. Đây. Đấy. USA các bác này. Và sản xuất tại Singapore. Siêu thơm luôn. Đấy, siêu thơm và rất là nóng. Và nắp của nó là hai lẫy liền nhá. Nắp hai lẫy liền. Mở ra là cứ thơm phức luôn các bác này. Đấy, dầu gió xanh. Mở ra rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Bác nào bị đau đầu, đau bụng rồi lạnh chân tay này các bác dùng cho em rất là tốt luôn. Đấy, hoặc các bác có thể cho vào nước để mình dùng để mình ngâm chân rất là tuyệt vời luôn nhá. Đây. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Tem mác bên trong bên ngoài đầy đủ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dầu gió nhá các bác nhá. Đấy, dầu gió xanh. Bên shop sẽ bán theo một lọ như này. Một lọ này thì giá của nó sẽ là 40.000. Còn các bác nếu mà lấy cả dây nhá. Một dây như này của nó sẽ là 12 lọ. Đấy. Một lọ thì sẽ là 40.000 nhá. Đây. Một lọ này sẽ là 40.000 cho một lọ dầu gió như này nhá. 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Còn nếu các bác mua cả dây như này nhá, cả dây như này là 12 lọ này. Đấy, 12 lọ nhá. Giá sẽ là 450.000. Và bên em bao ship đến tận nhà cho bác luôn nhá. 450.000 cho một dây như này và bên em bao ship các bác nhá. 450.000. Còn mua lẻ thì là sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, mua lẻ thì sẽ là 40.000 cho một lọ dầu gió như này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là một số các cái mã đồng hồ này. Đấy. Thì đầu tiên nó sẽ là đồng hồ Rolex nhá. Rolex thì bên em vẫn có mặt đen và mặt vàng như này. Mặt đen và mặt vàng như này nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 thôi. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Sẽ có cho các bác là mặt đen này, mặt vàng này. Đấy, và đều có lịch hết nhá, đều có lịch hết, đồng hồ đang chạy bình thường các bác này. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường như này. Có con mặt đen, con mặt vàng. Lên mã giúp cho em là đồng hồ Rolex. Giá của nó sẽ là 300.000 nhé. Đấy, đồng hồ Rolex này. Rolex giá của nó sẽ là 300.000 trong con đồng hồ Rolex nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ hàng của thương hiệu Orin nhé. Orin. Đó. Hàng của thương hiệu Orin này. Đấy. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ SK nhé. Đồng hồ SK. Đấy. Con này thì nó có cái cả cái hệ thống xoay này các bạn này, rất là hay luôn. Đó, và nó có hai lẫy chỉnh như này các bạn nhá. Hai lẫy chỉnh như này các bạn này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ SK. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một cái mã đồng hồ SK như này nhá, đồng hồ SK. Mặt của nó màu đỏ rất là đẹp luôn. Đấy, và cái này nó có cái kiểu xoay xoay các bạn này. Đấy, nó có cái kiểu xoay xê dịch như này. Trông nó rất là hay luôn. Đó. Thương hiệu SK này. Đó. Đây. Rất đẹp các bác nhá. 260.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đồng hồ SK, giá của nó sẽ là 260.000 nhá. Đồng hồ SK này, 260.000 cho con đồng hồ SK như này, 260.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái táo khô nhá. Đây, táo khô hàng của Nhật các bác nhá. Táo khô hàng của Nhật. Một bịch này của nó thì bên shop đang gửi tới cái giá đó là 80.000 cho một bịch như này. 80.000 cho một bịch như này. Một bịch này của nó thì từ 8 lạng đến 1 cân nhá. Từ 8 lạng đến 1 cân. Thì cái này các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là mình hãm nước uống này, hoặc là mình dùng để ngâm rượu cũng rất là ok nhá.
Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng, ngon và rất là thơm luôn. Các bác ngâm rượu rất là thơm luôn. Lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá. Táo khô giá của nó sẽ là 80k. Công dụng thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, ngâm rượu này, hoặc là mình dùng để mình hãm nước uống cũng rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là táo khô, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, cái này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đây, đít này nó sẽ có cho các bác là cái lẫy để các bác lắp pin vào đây cho em này. Lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây là xong. Đó. Cái này thì các bác sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ đấy nhá. Bên em bán thì không kèm pin đâu nhá. Giá chỉ có 90k và không có pin. Về nhà các bác tự lắp cái pin con thỏ nhỏ nhà mình vào là mình sử dụng thôi. Đấy, các bác có thể dùng để mình pha trà, pha cà phê, rồi nói chung là pha ngũ cốc, pha cái gì cũng được. Đấy, các bác chỉ cần lắp pin vào cho em này. Ở đây thì nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường nhá. Có một cái hạt nam châm từ trường như này các bác cho vào nó sẽ bắt vào đây. Hàng thì bên ngoài bằng nhựa nguyên sinh, bên trong thì inox 304 nhá. Đấy, thì các bác dùng cái này cho em rất là tiện luôn. Đấy, và các bác bật nắp này lên cho em này. Đó, lắp pin thì lưu ý các bác là lắp đúng chiều cho em và pin là pin còn sống nhá. Đấy, như này cái này của em hình như là nó hết pin rồi. À đây được rồi các bác. Đấy. Nếu các bác lắp mà không đúng chiều hoặc là pin hết thì các bác thay pin mới hoặc là lắp đúng chiều cho em là được các bác này. Đây. Đây các bác này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy, rất là tiện các bác này. Đó. Thì mình cho vào mình pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy. Giá sẽ là 90k. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho cái cốc tự khuấy như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc. Một hộp này của nó thì sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác lên xem là dầu nóng Hàn Quốc. 40k một lọ như này. Đấy, 40k một lọ như này. Đấy, và đây thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Chuyên trị đau khớp gối này, khớp vai, cổ này, đấy, cổ và sống lưng. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng kem như này các bác này. Đấy, dòng kem như này các bác xoa vào cho em rất là tốt luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k trên một lọ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này thì các bác chuyên dùng để mình khóa xe thì em rất là tiện này. Đấy, đây. Ví dụ như là nó rất là nhỏ gọn, hai ngón tay như này thôi, nhưng mà nó là dòng thép đặc, các bác dùng rất là thích. Đây, các bác chỉ cần mở ra này cho em này, sau đó thì rút chìa ra. Đấy, và mình đặt vào cái phanh đĩa, mình chỉ cần sập vào này là xong, rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là khóa phanh đĩa này là bao nhiêu? 55.000 cho một cái khóa phanh đĩa như này, rất là tiện nhá. Hàng bằng thép nguyên khối này, các bác chỉ cần là sập vào cái phanh đĩa, sau đó thì nhấn nút thế là xong, là cái xe của mình đã bảo vệ được an toàn rồi. Giá thì chỉ có 55k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này thôi. Nhà bác nào mà có xe đạp, xe máy mà hay đi làm công trình hoặc làm ngoài đường hoặc để ngoài đường thì nên có, rất là tiện luôn. Lên cho em là khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Đấy. Khóa phanh đĩa giá sẽ là 55k cho một con khóa phanh đĩa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá. Đấy, tất vỉ thì bên em có dòng màu đen và màu ghi. Đấy. Đợt này thì lại về thêm cho các bác cả cái màu ghi nữa. Đấy. Trước thì có màu đen, màu trắng, bây giờ thì có màu đen với lại màu ghi. Đấy, màu đen và màu ghi như này các bác này. Đấy. Một vỉ này là 10 đôi, hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Đấy. Các bác dùng cái này thì rất là thích luôn. Chất liệu của nó thì 100% là sợi cốt tông cho nên là thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt, chống hôi chân rồi nấm mốc các thứ rất là tốt luôn nhá. Và độ dài của nó là vừa phải thì các bác dùng mùa đông đều được, mùa đông mùa hè đều ok nhá. Đấy. Bác nào hay đi giày thường xuyên thì mua cái này cho em. 90.000 một vỉ như này các bác mua về để mình sử dụng dần. Đấy, mua về mình sử dụng dần thì nó rất là tiện. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho một vỉ như này. Có cho các bác là màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Đấy, có hai màu cho các bác lựa chọn. Trước thì có màu trắng nhưng mà đợt này về nó sẽ có là màu đen và màu ghi như này. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất vỉ 10 nhá. Đấy, tất đựng trong một cái vỉ như này và 10 đôi. Lên cho em là tất vỉ 10, giá của nó sẽ là 90k. 90k trên một vỉ 10 đôi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bàn là hơi nước mini rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình gọi là mang đi du lịch này, đi
công tác này hoặc là đi làm đều được hết nhá. Đấy, một con bàn là hơi nước mini như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng sử dụng công suất của nó là 700W này, 700W. Đấy, điện 220V. Đấy, 700W điện 220V rất là tiện luôn đây các bác này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Nó sẽ có cho các bác là một cái hệ dây như này, và về nhà thì các bác chỉ cần là tháo cho em cái nắp này ra này. Tháo cái nắp này ra. Sau đó thì tháo nắp này ra này. Đấy, đây sẽ có cái nắp này tháo ra, các bác tháo ra, sau đó thì các bác cho nước vào đây cho em. Cho nước vào đây là mình có thể mình dùng mình phun nước rồi. Nhất cái này là nước nó sẽ ra này. Rất là tiện nhá. Đấy, và gập xuống nó rất là gọn và có điều chỉnh cho các bác cả nhiệt độ luôn, thì các bác dùng nó rất là thích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 135.000 cho cái bàn là hơi nước mini này thôi. 135k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini 135.000. Rất là tiện, các bác có thể mua để dùng trực tiếp ở nhà hoặc là mang đi du lịch cũng các thứ rất là ok nhá. Bàn là hơi nước mini này. Bàn là mini. Mini giá sẽ là 135k. Đó, 135k cho con bàn là hơi nước mini như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ đeo tay các bác nhá, đồng hồ đeo tay. Đây nó sẽ là một con đồng hồ điện tử như này. Bên shop gọi nó là đồng hồ T8 nhá, đồng hồ T8. Đấy, đeo tay và có cho các bác là một cái đốc sạc này, một đốc sạc và hai cái dây như này để các bác lắp vào này. Dây thì các bác lắp vào đồng hồ này cho em. Đây, cái dây thì các bác chỉ cần sập vào cái lẫy cái rãnh họ đã để sẵn như này, các bác sập vào đây cho em là xong này. Đấy. Cái dây các bác sập vào như này là xong là mình đeo thôi. Con này thì giá rất hợp lý nhá, đồng hồ thì thân của nó là bằng khung nhôm hết nhá, khung nhôm hết. Về nhà các bác bật cái nguồn này lên cho em này. Con này thì chức năng của nó là đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi nói chung là xem giờ, rồi tính bước chạy các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Một con đồng hồ như này giá của nó chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đồng hồ T8 nhá, giá sẽ là 170.000. Đấy, đồng hồ T8 này, đồng hồ T8 170k một chiếc nhá, 170.000 cho con đồng hồ T8 như này, sử dụng thì cực kỳ là hữu ích luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em bao ship thôi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên shop còn mấy cái con robot này nữa này. Đấy, nó hàng thì nó bị lỗi thì em cũng không biết nó lỗi lầm ở đâu như nào, thì các bác có thể mua về để mình sửa chữa. Đấy, mua về mình sửa chữa. Đấy thì tùy theo các bác muốn mua về mình tự mày mò mình sửa chữa được hay là như nào đấy, tùy các bác thôi. Cái này thì bên em bán thanh lý cho các bác giá sẽ là con này thì bên em đang bán sẽ là 120.000. Hôm nay thì bên em thanh lý cái hàng lỗi này cho các bác giá chỉ có 20k thôi. 20k cho một con robot như này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là robot hút bụi, hàng bị lỗi nhá, hàng bị lỗi. Thanh lý cho bác với giá đó là 20k. 20k cho một con robot hút bụi như này. Em còn khoảng gần chục con nữa, các bác có thể mua về để thay tháo sửa chữa. Bên trong này nó có một viên pin 18650 mà em đang bán ra đã là 30k rồi. Thế mà cả một thân máy như này giá chỉ có 20.000 thôi là quá lỗ rồi các bác nhá. 20.000 cho con robot hút bụi như này. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ lục giác nhé. Bộ lục giác 7 màu này. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Bộ này bao nhiêu đấy? Bộ lục giác 7 màu các bác này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây. Tổng là 9 cây các bác nhá. Bộ lục giác 7 màu của Nhật đẹp, chất lượng như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000. Bộ lục giác 7 màu nhá. Đây, nó có hai đầu như này các bác này. Đấy, hai đầu như này. Các bác dùng rất là thích luôn. Đó. Các bác lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Giá thì chỉ có 90k thôi, 90k cho một bộ lục giác 7 màu hàng nội địa của Nhật đây. Kabushi Japan này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ lục giác nhá, bộ lục giác này. Bộ lục giác giá của nó sẽ là 90k cho một bộ lục giác như này nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn hàng của thương hiệu Kabushi Japan nhá, Kabushi Japan, cũng hàng nội địa của Nhật luôn. Con này khi cắt thì các bác chỉ cần đẩy vào như này thôi. Đây. Đấy, đúng như này luôn này. Đấy, khi các bác cắt thì đẩy vào như này này. Đấy là cái miếng tôn nó sẽ nằm ở bên dưới tay mình như này. Đấy, bên dưới tay mình như này thì rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 160.000 cho một con kéo cắt tôn như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn. Hàng thì nó sẽ là hàng trợ lực nhá, kéo cắt tôn có trợ lực này. Đấy, có trợ lực và hàng của Nhật này. Đấy, có trợ lực rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn nhá. Đấy, kéo cắt tôn trợ lực. Kéo cắt tôn trợ lực nhá. Kéo cắt tôn trợ lực này. Kéo cắt tôn này. Trợ lực giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho em kéo cắt tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái sản phẩm, đó là cái mẫu
đèn đeo đầu 5 bóng nhá. Các bác lên xem là đèn đeo đầu 5 bóng này. Đấy, con này thì hàng siêu sáng cho các bác luôn, rất là sáng nhá. Đấy, rất là sáng nhá. Và cái giá thì rất hợp lý này. Các bác có thể dùng để mình đeo đầu, có dây đeo đây. Có dây đeo và kèm một cái cáp sạc như này. Các bác dùng để đeo đầu mình đi làm, đi chợ, đi búa hoặc là đi soi đi dọi đều ok hết. 1 2 3 4 5 bóng như này nhá. Lên mã giúp cho em là đèn đeo đầu 5 bóng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đèn đeo đầu 5 bóng như này nhá. Con này thì bên shop đang tri ân khách hàng và có chạy chương trình gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Một con đèn đeo đầu 5 bóng như này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 40k thôi nhá, 40k. Đó, lên cho em là đèn đầu 5 bóng này. Đấy, đèn đầu 5 bóng nhá, 5 bóng. Đấy, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một con đèn đeo đầu 5 bóng như này. 40.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp keo đa năng nhá, keo đa năng. Thì đây nó sẽ là một lọ keo như này. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Một lọ keo như này các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, độ bám dính cực kỳ là tốt luôn. Dính mọi chất liệu, mọi bề mặt cho anh em luôn. Đó, và giá rất là tốt. Đây em sẽ có video luôn đây các bác này. Keo thay thế đinh vít, chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này. Dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc về loại keo này thì không phải bàn nữa các bác ạ. Các bác bấm mua dưới góc trái màn hình nhá. Giới thiệu với các bác một lọ keo thay thế đinh vít, chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này. Dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Đến mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Con này thì giá sẽ là 20k trên một típ này. Và bác mua từ 3 típ thì sẽ là 50.000. 3 típ là bằng 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này nó là hàng nội địa của Thái Lan. Thị phần của nó thì nó sẽ là hàng đứng đầu của thế giới luôn nhá, đứng đầu thế giới luôn. Đấy, đây nó sẽ là một cái công thức độc quyền của người Thái nhá. Đấy, cái này thì chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng là ăn vào là đều dính hết nhá. Đặc biệt là cái này ưu điểm của nó là khi nó ăn là nó sẽ nhử cả đàn lên ăn luôn và chết cả đàn luôn, chết thối cả nhà cả ngõ lên luôn các nhá. Thối nhà, thối đường, thối ngõ lên luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là kẹo chuột giá sẽ là 30k nhá. Kẹo chuột giá thì sẽ là 30k trên một lọ như này. 30k trên một hộp như này các bác này. Hàng nội địa của Thái Lan, toàn bộ chữ Thái hết. Thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là kia bảng tự xóa nhá. Đấy, các bác lên cho em là bảng tự xóa. Đây nó sẽ là một con bảng như này. Và đây nó sẽ có cái nút này. Đấy, có cái nút mở khóa này các bác mở ra cho em này. Đó, và đây nó sẽ có cho các bác một cây bút này. Đấy các bác này. Các bác có thể viết này, dành cho trẻ em này. Hoặc các bác có thể làm thợ, làm nghề để mình viết lách cũng đều ok hết nhá. Đó. Có cái nút mở khóa đây, các bác mở khóa ra cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, xóa đi này. Đấy bác này, xóa đi này. Rất là tiện luôn nhá. Viết xong lại xóa được. Các bác có thể dùng cho trẻ em để tô vẽ các thứ thoải mái luôn. Đó, tô vẽ, chế tạo thoải mái. Giá thì chỉ có cho bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em là bảng tự xóa nhá. Con này đợt này sẽ về cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Bảng tô giá thì chỉ có cho các bác là 40k một chiếc này thôi. 40.000 các bác mua cho trẻ em học hành rất là tốt luôn. Tập vẽ này rồi nói chung là sáng tạo nội dung các thứ rất là ok luôn. Đó, giá sẽ là 40k trong cái bảng tô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mẫu đèn phễu đây. Đấy. Phương ơi. Cái đèn phễu này bao nhiêu đấy? Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu này. Đấy, một con đèn rất là đẹp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 cho một con đèn phễu như này thôi. 95.000 các bác nhá. Đấy, 95.000 cho con đèn phễu như này. Rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy các bác này. Đấy, có báo pin ở đây luôn nhá. Đấy, ở đây thì sẽ kèm cho các bác là một chân sạc ra cho điện thoại đây này. Đấy, nút nguồn đây các bác này, rất sáng luôn và có công tắc như này. Đấy, con này rất chắc chắn các bạn. Các bác dùng để làm thợ làm nghề đội đầu đi soi đi săn bắt hái lượm các thứ rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em là đèn phễu nhá. Giá thì bên shop đang tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu, giá sẽ là 95k nhá. Đèn phễu này. Đó, đèn phễu, giá sẽ là 95k cho một con đèn phễu như này. Đó. Tiếp theo thì tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì dung tích của nó là 1 lít và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Dung tích 1 lít này các bác này, ấm pha trà dung tích 1 lít. Con này thì nó sẽ là dòng inox 316 nhá. Đây, su 316 này. Bên ngoài của nó thì sơn tĩnh điện sáng bóng này, sơn tĩnh điện sáng bóng này. Bên trong của nó thì inox 316, bên dưới thì đít này nó sẽ có lót cao su để chống trơn trượt và chống bị xước bàn nhá. Đó, inox 316.
Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái lưới lọc như này để các bác có thể cho trà, cho cà phê, cho các cái loại hạt hoặc các cái loại lá vào đây mình hãm mình uống. Đấy. Và các bác chỉ cần xoáy nắp vào cho em là xong. Đó, rất là tiện luôn. Khi rót thì mình mở nắp này cho em. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Dung tích 1 lít. Lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá. Lên cho em là ấm pha trà này, ấm pha trà giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao chặt này, dao chặt hàng của Nhật nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một con dòng dao chặt cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con dao chặt thế này. Hàng này thì nó sẽ là dòng siêu bén cho bác luôn. Siêu bén các bác luôn nhá, rất là bén luôn. Đấy, một con dao chặt thế này, hàng rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, giá thì bên shop đang đây con này. Đấy, rất là bén luôn con này. Đó, dọc giấy thoải mái luôn nhá, rất là bén luôn. Giá chỉ có 180.000 thôi. Đấy, Asaka, hàng của thương hiệu Asaka, hàng nội địa của Nhật, thép SK5 nhá. Dùng để chặt gà, chặt xương trâu, xương bò rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ nam khay inox siêu mỏng nhá. Nam khay siêu mỏng như này, giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 tính ra vào 10.000 một cái khay như này các bác. 10.000 một khay như này. Đấy, mỗi khay đều có nắp đậy như này nhá. Đấy, 10 cái to nhất thì của nó sẽ là 18 cm, to nhất là 18 cm và nhỏ nhất thì nó sẽ là 10 cm. Đấy, 10 cái như này. Khay nào nắp đậy thì các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok. Đấy, lên xem là bộ nam khay inox siêu mỏng, giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, nam khay inox siêu mỏng, giá sẽ là 50.000 cho một hộp bộ nam khay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vật muỗi đứng nhá, vật muỗi đứng. Đấy, đây nó sẽ là một con vật muỗi rất là tiện ích luôn. Đấy, con này thì giá sẽ là 150.000 cho một con vật muỗi đứng như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái đế sạc như này, các bác chỉ cần đặt vào này, sau đó thì mình cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Rất là tiện nhá. Đây con này. Dòng này của nó thì ánh điện cực kỳ là mạnh luôn các bác nhá. Ánh điện cực kỳ là mạnh luôn và có cả cái đèn hồng ngoại như này để nó thu hút muỗi bay vào. Các bác cứ bật lên cắm điện và sau đó thì để dưới gầm bàn, gầm ghế, gầm giường và con muỗi nó bay vào nó sẽ bị chập và nó sẽ bị chết các bác nhá. Lên cho em là vật muỗi đứng, giá thì sẽ là 150.000, 150k cho một con vật muỗi đứng như này. Bình thường. Đúng rồi. Bình thường nếu các bác dùng một cái vật thường thôi cũng đã phải mất thằng tiền trăm đến 120 rồi. Đây mà đây một cái vật cao cấp như này. Đấy, vật muỗi đứng thông minh, giá chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là vật muỗi đứng nhá. Vật muỗi này. Vật muỗi đứng giá sẽ là 150k. 150k cho cái vật muỗi đứng như này, giá hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác này, dao dọc giấy đây. Đấy, con này thì bên shop thanh lý cho bác cái giá chỉ có 10.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua combo từ 3 chiếc trở lên, còn nếu các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 15.000 một chiếc, còn mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 10.000. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 sim nhá, điện thoại 4 sim. Đấy thì lưu ý các bác là lắp sim vào phải khởi động lại máy, tắt nguồn, bật lại máy mới nhận sim nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con điện thoại như này, rất chất lượng cho các bác luôn, sáng bóng đẹp này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một cái đèn led như này, là các bác bật lên là nó sẽ lên này. Đấy, còn về nhà thì các bác lắp sim vào cho em đây. Đấy, 4 khay sim luôn, lắp sim vào nhá, tắt nguồn đi, bật lên này, bật nguồn tắt lên này. Đấy, các bác tắt đi bật lên cho em 2 lần để cho nó nhận sim là ok. Đó, con này có một con đèn pin rất là sáng luôn và các bác bật nguồn lên cho em này. Đó, ở đằng dưới này thì các bác sẽ có kèm cho em là một cái hệ thống, đó là một cái đây sẽ có cho bác là một cái hệ thống sạc như này, một cái sạc này, một cái ốp này. Đấy, và lô này thì có tặng kèm cho các bác là một cái vòng như này nhá. Cái tặng kèm này thì em để sẵn trong này rồi, thì nó hàng về theo lô, có lô thì có lô thì không nhá. Đấy, và giá thì sẽ là 450.000 cho một con điện thoại 4 sim như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim, giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000. đây, về nhà các bác lắp sim vào cho em là ok thôi, là mình sử dụng thôi, rất là tiện ích nhá. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn, cho một con điện thoại 4 sim như này. Hàng thì cực kỳ là chất lượng. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn và giá rất hợp lý. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim, giá sẽ là 450.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày, các bác cứ yên tâm sử dụng nhá. Đấy, bên em sẽ đổi mới cho bác trong vòng 10 ngày. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim này, điện thoại 4 sim luôn, giá sẽ là 450k một con, 450.000 các bác nhá. Đấy, rất ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm
đó là cái này gọi là cái gì nhỉ? Nè, cái này gọi là cái gì đấy? Cốc giữ nhiệt à? Các bác lên xem là ly giữ nhiệt nhá. Con này thì nó có cả nắp này, cả nắp và cả ống hút luôn các bác này. Ống hút bằng inox thì sạch sẽ. Các bác dùng không phải lo ống nhựa rồi mất vệ sinh nhá. Đấy, nó sẽ là một con ly như này. Hàng bằng inox 304. Hàng này của nó thì hàng xuất sang Mỹ các bác này. Đấy, American các bác này, American. Hàng xuất sang Mỹ. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để uống trực tiếp này, uống trực tiếp hoặc là lắp ống hút này, hoặc các bác có thể dùng để đậy cái nắp ống hút này lại này. Đấy. Rất là tiện ích luôn. Thì mình có thể dùng con này, các bác dùng bỏ cái nắp này ra nhá. Đấy. Về nhà các bác bỏ cái nắp này ra cho em này, thì mình dùng làm cốc uống bia này, cốc uống bia hoặc là uống nước lọc hoặc là uống các loại nước đều rất là thích. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 thôi, 70.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt giá sẽ là 70k. Đó. Ly giữ nhiệt này. Dung tích của nó là 600ml nhá, ly giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k cho cái ly giữ nhiệt thế nào. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi bạc các bác nhá. Đấy, vòi bạc các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp cái này vào các cái đầu chậu rửa mặt, chậu rửa bát hoặc là các cái đầu nguồn nước để các bác có thể điều chỉnh này. Đảo hướng xoay 360 độ lắc léo cho em nhá. Rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá. Vòi bạc giá sẽ là 80k cho một cái vòi bạc như này. Con này thì rất là tiện, các bác về các bác lắp vào cái nguồn nước cho em rất là tiện luôn. Vòi bạc này. Đấy, giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác nha, con này lắp đặt rất là dễ dàng luôn. Các bác xoáy cho em cái đầu vòi này ra này. Đấy. Sau đó thì mình lắp cái vòi này vào thôi. Đấy các bác thấy không? Cực kỳ đơn giản luôn. Xoay 360 độ đảo hướng này. Các bác có thể dùng đánh răng, rửa mặt, gội đầu này. Có thể điều chỉnh ra hai đường nước nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái vòi bạc như này. Lên trên là vòi bạc, giá sẽ là 80.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu tăng đơ A1 các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ A1 này. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 cho cái bộ tăng đơ A1 như này. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ cữ như này nhá, một bộ cữ như này các bác này. Đấy, rồi có cả dầu này, rồi chổi vệ sinh này. Đầu có cho các bác là có đầu có cái đầu này để các bác lắp vào trong lắp vào đây để mình cái này nó bị rơi ra đấy. Các bác lắp vào đây để mình tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi. Rồi tăng đơ đầy đủ cho các bác luôn. Đây, tăng đơ bật lên nhá. Đó, tăng đơ. Đây các bác này. Đấy, đây là tăng đơ nhá. Tăng đơ này thì hàng chống ăn da cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Không sợ bị ăn da nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một đầu cạo râu. Đây là cái đầu cạo râu này. Đấy, đầu cạo râu nhá. Đấy, đầu cạo râu thì các bác đưa vào mình cạo râu này. Sau đó mình không cạo râu nữa thì mình lại xoáy ra. Xoáy ra, bỏ cái đầu cạo râu này ra cho em. Đấy, và lắp cho em cái đầu tỉa lông mũi này vào này. Đấy, lắp cái đầu tỉa lông mũi này vào thì mình lại dùng mình tỉa lông mũi. Đó, tỉa lông mũi này. Đó, rất là ok luôn. Thì chọn bộ như này giá sẽ là 160.000, hàng 3 chức năng. Đấy, cạo râu, cắt tóc và tỉa lông mũi luôn các bác nhá. Các bác lên cho em là tung đơ A1 nhá. Đó, tung đơ A1 giá sẽ là 160k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D. Tăng đơ 9D. Đấy, con này thì các bác dùng nó cũng rất là tiện. Đây. Đấy. Con này thì hàng 4 chức năng. Đây là cái đầu để các bác dùng massage này. Tiếp theo nó cũng có cho các bác là đầu cạo râu này. Cạo râu thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba ấy như này. Đấy. Đầu cạo râu là ba bộ lưỡi, ba hệ lưỡi kép như này các bác này. Đấy. Rất sắc bén luôn đây. Ba lưỡi kép như này các bác này. Đấy, đầu cạo râu ba lưỡi kép này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác massage này. Rồi tăng đơ này, rồi tỉa lông mũi nhá, đầy đủ cho bác luôn. Đây, đấy, các bác cứ lắp đầu nào vào thì mình sử dụng đầu đấy nhá, lắp đầu nào sử dụng đầu đấy. Tăng đơ thì các bác lắp tăng đơ, mà tỉa lông mũi thì các bác lắp tỉa lông mũi. Rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần giật ra này là nó sẽ ra này. Sau đó thì mình lại lắp vào này cho em này. Đấy, lắp vào này cho em. Đấy, lắp vào này nhá. Đây, tăng đơ này. Các bác có thể dùng để cắt tóc cho trẻ em này. Đấy, cạo lông tay, lông chân này, chấn viêm này, rất là ok luôn các bác thấy không? Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Một cái bộ máy
tăng đơ, cắt tóc cạo râu 9D như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ có 95k thôi nhá, 95.000. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ 9D nhá, tăng đơ 9D. Giá sẽ là 95k cho một cái bộ tăng đơ 9D như này nhá. Tăng đơ này. Đấy, lên cho em là tăng đơ 9D nhá. Đấy. Tăng đơ 9D giá sẽ là 95k. Ném cho anh cái cọ vịt 95.000 các bác nhá. Đó. Cái cọ vịt này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đầu chuyển cưa như này. Đấy, đầu chuyển cưa như này. Đấy, khi các bác lắp đặt vào thì nó rất là dễ dàng thôi. Đây, đấy, đây. Về nhà các bác lắp vào cái con máy khoan mini, máy cắt máy mài này. Đấy, lắp vào đây cho em này, sau đó thì mình bật máy khoan máy cắt lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Đấy, con này của em thì nó đang hết pin rồi. Và các bác lắp cái đầu mũi cưa vào đây cho em, lắp cái đầu mũi cưa vào đây là mình dùng thôi. Đấy, rất là tiện. Khi các bác nhận hàng thì bộ này chỉ có 80.000 thôi, sẽ bao gồm cho các bác là ba cái lưỡi cưa như này, một cái đầu này và một cái tay công như này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để cưa sắt hoặc là cưa gỗ hoặc là cưa ống nước. Đấy, cưa gỗ cưa ống nước là rất là ngon luôn. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt, nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt cho công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đầu chuyển đổi máy khoan thành máy cưa lọc là một giải pháp sáng tạo. Đầu chuyển đổi này cho phép bạn biến máy khoan thông thường thành một máy cưa đa năng. Việc sử dụng đầu chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt, nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đấy, tháo lắp thì rất dễ dàng các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn con này thì là 140.000. Đấy, lắp đặt thì đúng như trên hình như này các bác này. Các bác chỉ cần lắp vào như này cho em là xong. Sau đó thì các bác dùng để mình cắt tôn miếng, tôn phẳng rồi tôn múi đều ok hết. Ở đây cái hệ thống bánh răng cắt của nó đây. Đấy, cái bộ phụ kiện để lắp đặt này. Đây và cái hình hướng dẫn này các bác này. Hình hướng dẫn đây. Đấy, các bác lắp đặt thì cực kỳ là dễ dàng luôn nhá. Cực kỳ dễ dàng luôn. Đấy, ai cũng lắp đặt sử dụng được. Giá thì chỉ có 140k thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đầu cắt tôn này các bác nhá. Đấy, các bác lắp vào cho em một cắt này. Rất ngon luôn các bác nhá. Đó, qua theo. Đây. Tôn phẳng này. Đó, qua theo, tiện chưa? Đó. Đấy, cắt rất là ngon. Đó, giá sẽ là 140.000 nhá. Các bác lên cho em là đầu cắt tôn này, đầu cắt tôn. Còn kia là đầu chuyển cưa, cái này là đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn 140k một đầu nhá. 140.000 cho một cái bộ đầu cắt tôn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi tưới cây bằng đồng tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ bao gồm cho bác là ba cái cút nối luôn và một cái đầu vòi bằng đồng như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đây, về nhà các bác kết nối cho đúng như hướng dẫn cho em và nó sẽ ra chia ra làm ba đường nước như này nhá. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh xoáy cái đầu để mình tùy chỉnh các hệ tia nước cho em. Các bác có thể dùng để xịt rửa xe, tưới cây và giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi đồng tăng áp như này, 50.000. Sẽ bao gồm cho các bác là ba cút nối và một đầu vòi như này các bác nhá. Ba cút nối một đầu vòi như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời nhá, đèn năng lượng mặt trời. Đó, thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng ba cánh nhá. Có ốc arc này điều khiển đầy đủ cho bác luôn và có một cái hệ pin như này, hệ pin năng lượng như này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ là không lên nhá, ban đêm nó phải lên nếu các bác cắm pin nhá. Đó. Và rất là sáng luôn. Đây. Đấy, rất sáng các bác này. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Đó, và có cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người đi thì nó sẽ tắt. Đó. Thì nó sử dụng pin năng lượng mặt trời, các bác dùng không hề tốn một đồng tiền điện nào. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng ba cánh. Giá thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá. Đấy. Đèn năng lượng ba cánh này, đó. Đèn năng lượng này. Năng lượng ba cánh, giá sẽ là 180k cho con đèn năng lượng ba cánh như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Con này thì các bác dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, đặc biệt là cọ bệt nhà vệ sinh, nhà tắm rất là ok. Đấy. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán luôn, về nhà các bác chỉ cần dán lên tường cho em là xong. Đây.
các bác lắp cái chân này vào cho em này. Đấy, là đầu mình là dùng cái đầu cọ này. Đấy, cho silicon, cho nước rửa bát vào đây. Đấy, đầu của nó là đầu cọ silicon mềm. Đấy, cho nước rửa toilet vào đây. Mình kỳ cọ đánh này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tiện luôn. Đấy, về nhà các bác lắp cái này vào cho em. Đó, và mình dùng thì mình dán nó lên tường, sau đó thì mình để sập vào này là xong. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi, 55k cho một cái bộ chổi cọ vịt thế này nhá. Đấy, lên cho em là cọ vịt giá sẽ là 55.000. Đấy, 55.000 cho một cái bộ cọ vịt thế này. Con này thì dùng rất là tiện các bác, để trong nhà tắm, nhà vệ sinh mình dùng thì không phải khoan đục gì, và nó để trên tường thì nó rất là sạch, các bác không cần phải dùng xuống dưới nữa. Đó. Đấy, các bác cho silicone, cho nước rửa vào cho em này, đánh kỳ cọ này, rất là tiện luôn nhá, khe kẽ này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy các bác theo. Đó. Không dùng nữa thì mình lại để lên, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái khay úp cốc nhá. Đây, một cái bộ khay úp cốc như này. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 6 cái chân này để các bác úp được 6 cái cốc. Và bên dưới này có một cái đĩa luôn để các bác hứng nước. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 cho cái bộ khay úp cốc như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 6 cái úp, và hàng thì nó sẽ là hàng mạ vàng nhá, mạ vàng 18 carat, cực kỳ bền đẹp, sáng bóng, giữ màu cho các bác luôn, không bị gì sét. Giá thì chỉ có 60.000 cho một cái bộ khay úp cốc như này thôi. Con này rất là tiện này. Đấy, dùng nó rất là sướng, sạch sẽ. Bên dưới này có kèm cho các bác một cái đĩa nữa, một cái đĩa bằng nhựa. Các bác lắp vào cái đít này cho em. Khi nào các bác dùng thì mình lại tháo ra đổ nước hoặc mình rửa đi. Đó, hoặc là mình bỏ cốc ra là mình đổ trực tiếp luôn được, rất là tiện. Lên cho em là khay úp cốc, giá sẽ là 70.000 các bác nhá. 70.000 cho cái khay úp cốc này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thêm này lên video, tranh thủ gửi tới các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ chuông chuông cổng nhá các bác nhá. Đấy. Cái chuông này thì các bác để ngoài cổng để mình có khách khứa về thì mình sử dụng nó rất là tiện. Có khách đến nhà thì các bác chỉ cần là có người ta bấm chuông là xong. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái miếng dán tích kê này các bác này, để các bác dán cái miếng dán này vào trên trên cổng nhà mình này. Đấy. Và một quả chuông như này. Một cái chuông như này thì nó dùng nó rất là đơn giản, nó không có gì là phức tạp cả nhá. Hướng dẫn sử dụng thì không có cái gì là phức tạp cả. Hàng thì bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Đơn giản, về nhà các bác chỉ cần cắm cái cục chuông này vào điện lưới cho em này, điện 220 này. Sau đó thì các bác gắn cái này ở ngoài cổng này. Đấy, là các bác có người đến nhà người ta chỉ còn bấm này. Đấy, rất tiện các bác nhá. Đây. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy. Thì sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần cắm cái con này vào trong nguồn điện 220V, cắm vào trong nhà mình ấy, để mình nghe được tiếng chuông nhá. Còn lại là cái này thì các bác có cái miếng dán này rồi, các bác bóc ra, các bác dán vào cổng cho em, dán vào ngoài cổng, ngoài tường ấy. Đấy, là khi mà khách họ đến là họ sẽ bấm chuông là xong. Và lưu ý các bác là khi mà các bác sử dụng ấy thì dán cái này là dán vào cái chỗ mà không bị nước mưa các bác nhá, không bị nước mưa ấy thì nó sẽ bền chắc chắn hơn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là chuông cổng nhá. Đấy, chuông cổng này. Đấy. Chuông cổng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145k nhá, 145.000 cho một bộ chuông cổng như này nhá. Lên cho em chuông cổng 145.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng áp quy nhá. Bóng áp quy thì con này nó cũng rất là tiện thôi. Thì ví dụ như là nhà các bác có gọi là áp quy đấy. Nhà các bác có áp quy thì các bác dùng cái này cho em. Đề phòng khi mất điện thì mình dùng cái bóng này mình kẹp vào cho em vào áp quy nhá. Đấy, thì bên đỏ này là dương này, bên đen này là âm này. Thì các bác chỉ cần kẹp vào cái áp quy, sau đó thì mình treo lên để mình lấy ánh sáng nhá. Bóng này nó chuyên dùng cho áp quy 12V. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một quả bóng áp quy như này. Lên treo là bóng áp quy, giá sẽ là 40k nhá. Đấy, bóng này là chuyên dùng cho áp quy. Đấy, lên mã giúp cho em là bóng áp quy nhá. Bóng áp quy này. Đấy. Bóng áp quy. Giá của nó sẽ là 40k trên 1.000 một quả nhá. 40.000 trên một quả bóng áp quy như này. Đó. Đây các bác này, đấy, đây là em đang kẹp. Đây là em đang kẹp vào cái em đang kẹp vào cái quả đây. Đấy, em đang kẹp vào cái cục của cái này là con sạc bình 12V nhá. Đấy, sạc bình 12V này. Đấy, bóng rất là sáng luôn các bác thấy chưa? Đó, bóng rất sáng luôn nhá. Đấy, về nhà thì các bác có cái áp quy 12V thì các bác sạc vào cho em. À, dùng cho em. Đây, đây em đang kẹp vào cái bình bình áp quy 12V đây.
Đấy cái bình ắc quy 12V này. Đấy. Và em đang cắm dạng như là cắm sạc đấy. Đấy đang kẹp vào như này là xong. Đó. Rất là tiện luôn nhá. Đấy và rất là sáng luôn. Bóng thì rất sáng vào đây. Đấy bóng rất là sáng luôn. Các bác thấy chưa? Đó, bóng rất sáng luôn nhá. Đấy. Con này thì về nhà các bác dùng cho ắc quy thì rất là tiện rồi. Nhà bác nào có ắc quy thì mình dùng cho em. Đó. Và tiện đây em giới thiệu luôn cái con sạc bình ắc quy 12V nhá. Con này thì dùng để sạc bình ắc quy này, công suất của nó là 5A nhá, 5A. Đây. Đấy 12V 4A này, đấy 100A. Đấy và con này thì sạc ô tô, sạc xe máy đều ok hết nhá. Con này thì nó vừa là các bác vừa là sạc ắc quy này, vừa khử xun phát này, rồi nói chung là đa chức năng luôn, chống đảo chiều, khử xun phát. Kể cả các bác có đấu vào mà bị đảo chiều cũng ok luôn, không có vấn đề gì nhá. Hàng này của nó thì nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Anh, Pháp, Mỹ, Ý rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, nói chung là rất xuất đi khá là nhiều nước luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 190.000 cho một cái con sạc bình ắc quy 12V này thôi. Đấy. Các bác lên cho em là sạc 12 nhá, sạc 12 này, đó. Sạc 12 giá sẽ là 190k. Đấy, sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời các bác. Đây nó sẽ là một con đèn năng lượng mặt trời như này. Đầy đủ các cái phụ kiện cho các bác luôn. Đó, đầy đủ phụ kiện như này các bác này. Đấy. Đây một con đèn như này nhá. Đó. Rất sáng luôn các bác. Có phụ kiện đi kèm đây. Có ốc kia cái thứ có vít để các bác bắt vào trong trên cái cột thép nhà mình nhá. Đó. Và con này rất là sáng luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn năng lượng kèm pin, kèm sẵn tấm pin như này nhá. Kèm sẵn tấm pin này cho các bác luôn. Đó. Thì về nhà các bác chỉ cần là bắt cái đai này vào thôi. Bắt cái đai này lên cột này vào cái vị trí có đủ ánh sáng cho em là xong. Con này thì chiều dài của nó là vào khoảng là 50 và chiều rộng thì vào khoảng là 25. Đấy chiều dài thì nguyên cái phần thân đèn này vào khoảng là 60 đi, 60 này. Đấy. Và con này thì đây. Đấy. Ban buổi tối thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đấy rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy rất sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Rất sáng luôn. Đó rất sáng luôn. Cảm biến nhá, cảm biến các bác nhá. Đó nó sẽ là dòng cảm biến. Con này thì tiêu chuẩn IP nhá, tiêu chuẩn IP kháng nước cho các bác luôn, tiêu chuẩn IP kháng nước. Rất sáng luôn các bạn, rất sáng luôn. Đây em sẽ tắt điện đi để em test cho các bác xem. Tắt điện đi em test cho bác xem luôn. Tiêu chuẩn IP kháng nước cho bác luôn. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy. Đây em sẽ test cho các bác xem này. Đó. Đây các bác này. Đấy. Rất sáng luôn các bác nhá. Nó rất sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy có mỗi một quả bóng này thôi này. Đấy. Mỗi một quả bóng này thôi. Đấy rất sáng luôn nhá. Đây em bật cho bác xem. Đấy các bác thấy chưa? Đó, đây. Cả kho nhà em này, sáng trưng luôn các bác này. Đấy. Con này các bác dùng thì thích lắm. Công suất của nó thì khá là lớn luôn. Công suất của nó khá lớn luôn. Để em xem cái con này thì công suất của nó sẽ là bao nhiêu watt nhá. Đấy. Rất sáng luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, em dọi ra hàng này. Rất sáng luôn các bác thấy chưa? Đó, rất sáng nhá. Dùng con này thì chấm hết luôn các bác thấy chưa? Đó. Sáng cả một khoảng sân luôn các bác có thể dùng để khoảng sân mình trời tối thì rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất là hợp lý, chỉ có 590.000 thôi. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cột nhá. Đấy, đèn cột. Đèn cột năng lượng, đèn cột năng lượng giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 590k nhá. 590k cho một con đèn cột năng lượng như này. Và bên shop bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, 590k nhá. 590.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ nhiệt kế nhá, đồng hồ nhiệt kế. Giá thì chỉ có 80k trong con đồng hồ nhiệt kế như này thôi. Đấy về nhà các bác lắp pin vào đây cho em này. Cái này bên em bán thì nó sẽ không có kèm pin đâu nhá. Bán thì không kèm pin. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy đúng 12 giờ trưa thì đúng 12 giờ trưa thì các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Đấy. Cứ đúng 12 giờ trưa thì các bác. Đúng 12 giờ trưa thì các bác lắp pin vào cho em. Cái này bên em bán thì không kèm pin, đây là quả pin mẫu em lắp vào cho các bác xem thôi. Đây. Đấy đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là nó sẽ cập nhật cho các bác thứ nhất là nhiệt độ này, độ ẩm và giờ sẽ là 12 giờ. Đấy đây nó sẽ có một cái lẫy như này. Đấy các bác có thể để rất là tiện này, số điện tử đẹp rõ ràng này. Nhiệt độ hôm nay đang là 25,7 độ C này. Độ ẩm là 99%, miền Bắc đang nồm rất là mạnh luôn. Đấy 12 giờ nha, các bác cứ đúng 12 giờ trưa lắp vào cho em. Đó. Lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, đồng hồ nhiệt kế này. Đồng hồ nhiệt kế giá sẽ là 80k cho một con đồng hồ nhiệt kế như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem điện tử nhá. Con này thì được làm từ sợi carbon các bạn, được làm từ sợi carbon. Con này thì các bác dùng là nó sẽ là số điện tử thì dùng nó cũng rất là tiện các bác này. Đấy. Dòng này nó sẽ là dòng số điện tử các bác nhá, số điện tử đây các bác này. Đấy. Bấm này là số nó sẽ lên đây, nó có lẫy cản pin thì các bác rút ra cho em này.
Đấy, và dòng này nó sẽ là dòng số điện tử các bác nhá. Số điện tử đây. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là ba cách đo, là đo đường kính bên trong này. Đấy, đo đường kính bên ngoài này. Đấy, và bên ngoài bên trong, và đo chiều sâu nhá, chiều sâu 15 cm. Đấy, và con này thì giá sẽ là 100 nghìn nhá. Đấy, thước thì được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, chứ là sợi carbon. Đấy, nôm na nó là như vậy. Và giá thì sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k. Nên em là kẹp rem điện tử nhá, kẹp rem điện tử giá sẽ là 100 nghìn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng thước kẹp rem bằng cơ nhá. Đây, con kẹp rem bằng cơ này thì giá của nó sẽ là 150 nghìn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật và được làm từ thép các bác nhá. Đấy, được làm từ thép. Con này thì làm từ thép, thì con này dùng bền đẹp chắc chắn, và số của nó thì siêu chuẩn luôn, số nó siêu chuẩn luôn các bác này. Đấy. Đây. Đây đây, để các bác đo rem bao nhiêu rem là đo đây, các bác cứ kẹp ở đây là chính xác luôn nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là bên trong bên ngoài và chiều sâu, được làm từ thép nhá, được làm từ thép. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng hàng bãi của Nhật nhá. Đây. Unica Japan bên này. Đấy, hàng bãi nội địa Nhật nhá. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 150 nghìn thôi. 150k cho một con thước kẹp rem như này. Đấy, lên cho em là thước kẹp rem cơ nhá, thước kẹp rem cơ. Giá sẽ là 150k. 150k cho em thước kẹp rem cơ như này nhá, 150 nghìn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái dầu gió của Mỹ nhá. Đấy, dầu gió của Mỹ. Đây. Đấy. Thì đây là cái dầu gió của Mỹ các bác này, dầu gió của Mỹ đây. Đấy. Một hộp một lọ này thì sẽ là 40 nghìn. Một lọ này sẽ là 40 nghìn các bác nhá. Đấy. 40 nghìn cho một lọ dầu gió như này. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k, hàng nguyên đai nguyên tem nguyên kiện như này. Còn các bác lấy cả dây này thì giá của nó sẽ là 450 nghìn cho một dây này 12 lọ này. Một dây này sẽ là 12 lọ hàng dầu gió của Mỹ. Đây các bác này, đó. Hàng thì sản xuất tại Singapore và xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đấy, nguyên tem nguyên đai nguyên kiện như này. Hàng sản xuất ở Singapore và xuất cho thị trường Mỹ. Đấy. Đây. Đấy, đây cái hộp này em bóc rồi đây các bác này. Đây. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy. Đây. Đây các bác này, đấy, xuất cho thị trường Mỹ này. Đây. USA các bác này. Đó, đây. USA nhá. Hàng xịn 100% luôn, xuất cho thị trường Mỹ luôn các bác nhá. Rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, nắp là nắp xoáy hai lớp nhá. Nắp xoáy chống tràn hai lớp cực kỳ an toàn luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, các bác bị đau bụng này, rồi cảm nóng cảm lạnh rồi ok, dùng được hết nhá. Hàng xuất cho thị trường Mỹ, dầu gió xanh nhá. 40 nghìn một lọ nhá. Lên mã giúp cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Và các bác mua cả dây này nhá. Nếu các bác mua cả dây này là 12 lọ thì giá sẽ là 450 nghìn này, 450 nghìn. Còn mua một lọ này thì sẽ là 40 nghìn cho một lọ dầu gió xanh như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Bảo Mốt nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều máy hàng mới luôn. Em lại lên video gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là em về cho các bác cái mã đầu bấm cốt nhá. Đầu bấm cốt cái này thì cũng nhiều khách hỏi và đợt này mới lại có hàng về. Thì một túi này của nó sẽ vào khoảng là 30 chiếc. Đấy, đầy đủ to nhỏ lớn bé. Thì khi mà các bác dùng đồ điện ấy thì các bác dùng cái đầu bấm cốt này thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp các bạn, rất là chuyên nghiệp luôn. Dùng nó an toàn và chuyên nghiệp. Nếu các bác dùng mà không có cái đầu bấm cốt này thì nhiều khi điện đóm nó bị mo ve, bị chập chờn. Thì ví dụ các cái đầu dây là các bác chỉ cần đưa vào những cái đầu bấm này là mình bấm, sau đó thì mình vặn ốc vặn yếc vào. Nó rất là chuyên nghiệp luôn. Lên mã giúp cho em là đầu bấm cốt nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một bịch đầu bấm cốt như này. Một bịch này của nó là tầm khoảng 30 chiếc. Đấy, 30 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là đầu bấm cốt này. Đấy, đầu bấm cốt. Đầu bấm cốt nhá. Đầu bấm cốt này, giá sẽ là 50k. 50k trên một bịch nhá. 50k trên một bịch bao gồm là 30 chiếc nhá. 30 cái, 50 nghìn cho một bịch như này, bao gồm 30 cái này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phin pha cà phê hàng của Trung Nguyên nhá, hàng của Trung Nguyên. Đấy, thì Trung Nguyên này nó là một cái thương hiệu cà phê nổi tiếng trên toàn cầu rồi, cả Việt Nam và toàn thế giới rồi nhá, cả Việt Nam và toàn thế giới luôn. Đó. Phin của nó thì là dòng phin bằng nhôm nhá. Đấy, dòng phin bằng nhôm. Rất là ngon lành cho các bác luôn, dòng phin bằng nhôm nha. Và đây nó sẽ có cho các bác là cái cữ pha cơ bản này. Đấy, phin bằng nhôm, cực kỳ là dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Cực kỳ dày dặn chắc chắn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái phin pha cà phê như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là phin pha cà phê nhá, phin pha cà phê. Giá sẽ là 40k cho một cái phin pha cà phê bằng nhôm như này. Đó. Giá thì khá là hợp lý để cho các bác
sử dụng đấy, rất là tiện ích luôn. 40k cho một cái phin pha cà phê bằng nhôm như này thì con này nó rất là tiện, thì các bác có thể dùng để mình pha cà phê buổi sáng, hoặc là các bác uống cà phê thì mình dùng cái này kia, phin pha cà phê. Giá sẽ là 40k cho một bộ phin như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái xích mèo nhá. Đấy, con này thì nếu mà các bác xích các cái loại chó nhỏ cũng được, hoặc là không thì mình chỉ dùng để xích mèo thôi. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác một cái đai tròn như này nhá, một cái đai tròn như này. Và xích là bằng inox này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu quặc như này, đầu quặc này các bác này. Đấy. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 1,5 m nhá. Chiều dài khoảng 1,5 m. Đây. Đấy, em sẽ tháo ra một cái cho các bác xem. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để xích chó, xích mèo, rồi các loại chó con. Chó con các bác nhá. Đấy. Chó con hoặc là mèo rất là ok, thì nói chung là chó con cũng được. Đấy. Bằng inox này, sáng bóng đẹp này. Hàng này của nó là hàng liền nhá. Hàng liền này thì các bác này. Đấy. Hàng nó dập gần như là liền luôn. Đấy, giờ gần như là liền luôn các bác nhá. Đấy đây. Thì cái này thì em không biết là nó có liền hay không, nhưng mà trông nó khít lắm. Đây các bác này. Đấy, trông nó khít lắm thì chắc là nó liền đấy các bác. Đấy. Thì nó dập như này chắc là cái này nó có thổi thổi liền rồi. Có thổi liền như này các bác này. Sáng bóng đẹp luôn nhá. Đó đây. Đấy, và đây nó sẽ là cái khuy chốt của nó này, và đây là cái đầu quạc này. Đấy. Chiều dài khoảng 1,5 m nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xích chó mèo này. Đấy, xích chó mèo. Giá thì gửi tới các bác cái giá chỉ có 40.000 trong cái xích chó mèo này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xích chó mèo này. Đấy. Xích chó này. Đấy, xích chó cũng được, xích chó mèo nhá. Chủ yếu là các bác dùng để xích mèo thôi và chó con thôi. Xích chó mèo. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc như này. Đấy. Thì cái này của nó thì nó chỉ nhỏ như là đây, trong cái ngón tay này các bác này. Đấy, nó trong ngón tay này. Chiều dài của nó thì vào khoảng 2 phân và cái chiều ngang này của nó thì khoảng là gần 1 phân nhá. Đấy. Thì các bác cảm nhận này, đây, nó sẽ là trong cái ngón tay như này các bác này. Đấy, không các bác về các bác nhận hàng này bảo to nhỏ thế nào thì nó phức tạp. Đấy, giá thì chỉ có 40k cho một cái xích chó mèo này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Thì ở đây nó sẽ là cái vòi màu cam và màu xanh như này. Màu cam và màu xanh như này, cho nên là bên em lên là vòi cam xanh nhá. Và con này thì nó sẽ là một cái dòng mà chia ra làm hai đường nước này, chia ra làm hai đường nước như này. Đó. Chia ra làm hai đường nước như này rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 50k thôi. 50k nhá. 50k cho một cái xích chó mèo như này nhá. 50.000. À xin lỗi các bác, là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Đấy. 50.000 nhá, chia ra làm hai đường nước và có đầu xoáy như này nhá. Có đầu xoáy như này luôn. Các bác có thể kết nối với các cái hệ thống vòi xịt rửa, tưới cây rất là tốt luôn. Đó, và cái này thì hệ thống dẫn nước của nó rất là tốt nhá. Dẫn nước rất là tốt luôn. 50k thêm cái vòi cam xanh như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá, đồng hồ LED 140.000 một chiếc. Đây, nó đúng như trên hình này luôn, nó hiển thị như trên hình này nhá. Có hẹn giờ rồi, có chuông báo rồi, có cập nhật nhiệt độ các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy thì nó sẽ làm con đồng hồ LED như này, chiều dài khoảng là 17-18 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm. Đấy thì các bác để trên bàn như này nó rất là tiện này. Đây. Đấy và số nó sẽ hiển thị như trên hình như này. Đấy và con đồng hồ LED này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá, 140.000 cho cái mã đồng hồ LED thế này. Lên mã giúp cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k cho cái mã đồng hồ LED thế này nhá, 140.000. Lên cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Cái này nó sẽ là bật lửa kèm đồng hồ luôn và nó không có ga đâu, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga. Đồng hồ đang chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy còn bật lửa về nhà các bác tự bơm ga và có đèn sáng như này các bác này. Đấy, có đèn báo sáng như này. Các bác theo. Đấy, có đèn báo sáng như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga này. Tự bơm ga. Đấy, lên cho em là bật lửa đồng hồ. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bật lửa đồng hồ này. Về nhà các bác tự bơm ga cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai đa năng nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng lấy dây tai đa năng như này. Cái dây tai này đang bán bao nhiêu đấy Phương? Thì nó sẽ là con này bên em đang bán là 30.000 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ là hời luôn. Chỉ còn 20k thôi. Đấy, 20k cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6 chi tiết nhá. 6 chi tiết và đựng trong một cái lọ như này. Đựng trong một cái lọ bằng inox như này các bác này. Và có gioăng chống nước luôn, thì các bác có thể treo vào móc khóa này. Rất là tiện luôn nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ lấy dây tai đa năng nhá. Bộ này đợt này về cho bác giá rất là tốt luôn, chỉ còn 20k thôi. 20k cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này các bác nhá. Giá rất tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nước hoa này. Đấy, nước hoa thì nó sẽ có cho các bác là nước hoa Chanel và nước hoa Gucci.
Giá thì đều là 120.000 cho một lọ như này nhá. 120.000 cho một lọ như này. Đấy, dòng này thì nó sẽ là hàng hàng Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh này. Đây, Made in UK này. Đấy, UK là Anh Quốc các bác nhá. Đấy. Còn con này thì nó sẽ là hàng của Pháp này. Chanel này thì là của Pháp này. Made in Fancy này. Đó, đây, Made in Fancy nhá. Hai lọ này thì giá đều là 120.000 một lọ nhá. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đây là Gucci này, Gucci là hình cây lá này. Đấy, còn Chanel thì nó sẽ là hình màu xanh đen như này. Và giá đều là 120.000 nhá. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, em cũng không tiện bóc ra nhá, cũng không tiện bóc ra luôn. Đó, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này, 120.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa rồng nhá. Đấy, à các bác, bật lửa viên ngọc này, đây. Đấy, các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Ở trên nó có đính một viên ngọc như này. Và con này thì nó dùng bằng đá này, dùng bằng đá và các bác cho dầu gọi là dầu thơm hoặc là xăng vào đây là đều được nhá. Đấy, thì các bác dùng thì các bác biết rồi, cho cái gì là các bác biết rồi các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Nó có đính một viên ngọc như này, rất là đẹp luôn. Bật lửa ngọc 130.000 này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kìm chết của Mỹ này. Đấy, hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ này, Crossman USA nhá. Kìm chết của Mỹ như này. Đó, Crossman USA, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, Crossman USA. Con này thì bên shop cũng đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 100.000 thôi nhá. 100k cho một con kìm chết Mỹ như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ 100.000. Con này thì dùng bao phê luôn các bác nhá. Bao phê cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 100k cho một con kìm chết Mỹ như này thôi. Đấy, 100.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao đen nhá. Đấy. Bộ dao đen. Bộ này thì sẽ bao nhiêu nhỉ? 130.000. Bao gồm cho các bác là hai con dao bản to này. Hai con dao bản to thì con này thì nó sẽ là độ dày vừa phải thôi. Thì các bác có thể dùng để thái hoặc là chặt nhẹ thôi nhá. Chặt nhẹ và băm thôi. Chứ nếu các bác dùng để chặt gà thì gà nhỏ thì được. Chứ còn gà to là không được nhá. Nó chỉ nặng khoảng 2 lạng rưỡi đến 3 lạng thôi. 2 lạng rưỡi đến 3 lạng nhá. Hàng thì siêu bén luôn con này. Đấy, rất là bén luôn con này. Rất là bén luôn. Đó. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 con dao như này. 3 con dao như này. Cán của nó thì bằng nhựa nhá. Thép của nó là thép vân gỗ này. Thép vân gỗ như này. Đó. Cán bằng nhựa, thép vân gỗ và có kèm cho các bác là một con kéo này. Con kéo này thì có thể cắt gà, cắt cá này, khui bia này, làm vẩy cá này, mở nắp chai kẹp cua ghẹ này. Đấy, và một con liếc như này. Đấy, combo cho các bác một cái bộ dao đen 5 món như này. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, bỏ anh tờ giấy này. Đấy, combo cho bác luôn. Đấy. Combo cho bác như này, xé cái quyển này. Đấy, 130.000 nhá. Đây em sẽ test em dọc giấy cho các bác xem này. Đấy. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đây, đây các bác này. Đấy, cái tờ giấy này. Đấy, thấy không? Đây. Đấy, một cái tờ giấy rất là mủn nhá. Đấy, mà em cũng dọc được bình thường thôi này. Đấy, rất bén luôn con này. Đấy, hàng siêu bén luôn, các bác thấy chưa? Đó, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá. Bộ dao đen, Phương hỏi cái này đi này. Bộ dao đen này, 130.000 này. Đấy, cái giờ P7 này hỏi đi. 130.000 cho cái bộ dao đen như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Đấy, bàn chải điện. Thì đây nó sẽ là một cái bàn chải điện như này. Bao gồm cho các bác là một đầu điện và bốn đầu bàn chải nhá. Một đầu điện, bốn đầu bàn chải như này. Đấy, một đầu điện, bốn đầu bàn chải như này. Đấy. Đấy, một đầu điện và bốn đầu bàn chải như này. Một con thân máy điện và bốn cái bàn chải nhá. Đấy, bốn cái bàn chải như này. Kèm thêm một cáp sạc. Hả? Bán bao nhiêu? Đấy. Đây các bác nhá, về nhà các bác bật nguồn này lên cho em này. Bán bao nhiêu? Đấy. Đây các bác này. Đấy. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên một phút nhá. Đấy. Các bác thấy không? Đấy, nó rung rất là mạnh luôn các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Đó. Đấy, rung như này thì là khi các bác đánh răng thì nó giúp vệ sinh răng lợi rất là tốt này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu bàn chải như này nhá. 4 đầu bàn chải. Bây giờ các bác đi ra mua một cái đầu bàn chải này đã 20.000 rồi. Đấy, 4 cái đầu bàn chải vào 80.000. Như vậy là các bác mua còn đắt hơn là em bán. Em bán có cho các bác là 60.000 cho cái bàn chải điện như này thôi. Cả bộ luôn. Lên cho em là bàn chải điện nhá. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho cái bộ bàn chải điện như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy xay tỏi ớt các bác nhá. Đấy, máy xay tỏi ớt. Đây nó sẽ là một con máy rất là tiện như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. 70.000 cho một con máy xay tỏi ớt như này. Đấy. Ở đây kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Và con này nó chạy bằng pin. Có cho các bác là một cái khay như này, một cái cối này, một cối này. Một cái bộ lưỡi kép bao gồm 3 lưỡi bằng thép trắng này. Đấy, 3 lưỡi bằng thép trắng cho các bác luôn. Đấy, 3 lưỡi thép trắng không gì này. Rất tiện ích luôn nhá. Và một thân máy như này các bác chỉ cần là đậy vào đây cho em này. Đấy, đậy đúng cái lẫy này cho em. Đây. Đấy, sập đúng cái lẫy này này. Bật lên này.
Đấy, thì các bác cho tỏi, cho ớt, cho tiêu, cho các loại hạt vào đây mình xay chưa. Đấy, máy chạy rất là tít luôn. Đây con này là còn đang yếu pin rồi đấy. Các bác sạc pin vào còn ngon nữa nhá. Xay tỏi, xay ớt, xay tiêu nhá. Đấy. Và có kèm cho anh em các bác một cái cáp sạc cái này này. Đấy, kèm một cái cáp sạc cái này. Con này thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 70k thôi. 70.000 cho một con máy xay tỏi ớt như này nhá. Lên mã giúp cho em là máy xay tỏi ớt nhá. Xay tỏi ớt này. Đấy. Xay tỏi ớt giá sẽ là 70k nhá, 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt RP7 nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của Australia này, hàng của Australia nhá. Đấy. Thì chức năng của nó là khởi động lại động cơ này, làm ngưng tiếng kêu này, là chất bôi trơn này và là cải tiến giúp cho kim loại chống rỉ sét ăn mòn nhá. Đấy, các bác xịt trực tiếp này cho em này. Đó. Con này thì đặt trước thì bên em về nó là dòng chai to. Chai to thì bán là 50.000 thì em hết cái dòng chai to này, còn chai nhỏ này thì sẽ là 35.000 nhá. 35k. Đó, lên cho em là xịt RP7 này. Đây. Tên của nó là RP7 này. Đấy, RP7. Giá sẽ là 35.000 cho một chai xịt RP7 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, bên em gọi nó là nước hoa khách sạn tại vì dòng này bên Nhật của nó chuyên dùng để trong các cái nhà hàng khách sạn này. Đấy, rất là thơm luôn nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu này. Các bác tháo cái nắp này ra cho em này. Sau đó thì mình cắm cái bấc này vào này, cắm cái bấc này vào, sau đó thì các bác để nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng ăn, toilet đều ok hết nhá. Vừa sạch, vừa thơm, vừa sáng bóng, vừa đẹp nhá. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Đây, bên Nhật nó chuyên dùng cho hotel, khách sạn, nhà hàng các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 3 món nhá. Nạo 3 món thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái nạo này, một cái con dao và một cái nạo thường nữa. Đấy, tức là 3 món như này. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý quán anh chị cái giá chỉ có 25.000. 25.000 cho một cái nạo 3 món như này thôi. Đây bao gồm một cái nạo này là có hai đầu, một đầu nạo sợi và một đầu nạo vỏ này. Một cái con dao này để các bác làm vẩy gà, vẩy cá rồi nhổ lông gà, lông cá này. Đấy, lông gà, lông gan này. Và một cái nạo thường như này. Đấy, tổng là 3 món nhá. Lên trên là nạo 3 món. Giá thì chỉ có 25k thôi. Nạo 3 món này. Giá của nó sẽ là 25k. 25.000 cho cái nạo 3 món như này. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop em lại cập nhật các bác hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một dòng ổ điện chống va đập các bác nhá. Đấy, ổ điện chống va đập. Đấy, thì các bác lên cho em là ổ điện chống va đập nhá. Đấy, đây sẽ làm con ổ điện cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất là tốt cho một cái ổ điện như này. Đấy, một ổ điện như này. Về nhà thì các bác xoáy cho em hai cái ốc này ra này, xoáy hai cái ốc này ra. Sau đó thì các bác bắt dây vào đây cho em xong. Đấy, đầu dây đầu riếc của nó cực kỳ là chắc chắn luôn, có đèn báo nhá, có quay đeo như này. Hàng này thì nó là hàng chống va đập. Đấy, các bác nghe cái tiếng em đập là các bác đã biết rồi nhá. Đấy. Thoải mái cho các bác đập luôn. Đấy. Đánh rơi đánh riếc các thứ các bác dùng thoải mái nhá, hàng ốp nhá. Đấy, nhựa của nó cực kỳ chắc chắn luôn và rất là bền bỉ ngon lành cho các bác luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là ổ B1 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ B1 này. Đấy, ổ B1 giá sẽ là 65k nhá, 65k cho một cái ổ điện B1 như này. 65.000 cho một cái ổ điện B1 như này. Con này thì nó sẽ có 1 2 3 chân cắm nhá và có một cái chân 3 chân như này để các bác dùng để cắm các cái dòng ổ điện khó này. Còn lại là nó sẽ là dòng 3 chân như này. Dòng này của nó thì các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là chiến công trình thì rất là ok nhá, đập phá thoải mái luôn, không hề có một vết xước luôn nhá. Đấy, lên cho em là ổ B1 giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 cho một cái ổ B1 như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thì các bác lưu ý là bên em có cả một cái ổ điện vàng 5 chân nữa nhá. Đấy, thì các bác lưu ý không lại bị nhầm lẫn, nó mất công nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Con này thì giá sẽ là 40k cho một chai dầu nóng Hàn Quốc như này. Đấy. Của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, các bác bôi vào thì nó giúp cho làm nóng cơ thể này, rồi đánh tan các cái phần đau như là đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng đều là khỏi hết cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Hàng thì của Hàn Quốc đây. Đau mỏi đốt sống lưng, đốt sống cổ vai gáy này, rồi các cái khớp tay khớp chân này đều khỏi hết cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là 40k cho một chai dầu nóng Hàn Quốc như này. Để các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40.000. Dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Dòng này của nó thì thị phần của nó là bán chạy số 1 Hàn Quốc luôn.
và bên shop cũng bán rất là nhiều cái mã này rồi. Thì các bác yên tâm sử dụng, chất lượng thì khỏi phải bàn rồi. Dòng nó Hàn Quốc giá chỉ có 40k cho một lọ như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mã nước hoa này. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái dòng nước hoa Dubai nhá. Đấy, nước hoa Dubai. Dòng này nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. Đấy. Giá thì chỉ có 65.000 cho một hộp như này thôi, bao gồm 5 lọ luôn. 1 2 3 4 5. 5 lọ nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, nam nữ đều dùng được hết nhá. Dòng này là nước hoa chiết, nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi. Đấy, nhưng mà nó rất là thơm các bạn, rất là thơm. Thì các bác có thể lăn ở các cái vị trí mà mình muốn sức nhá. Đấy, thì rất là tiện ích luôn. Đấy, mỗi lần đi thì các bác dùng cho em một mùi hương nhá, rất là đẹp, rất tuyệt vời và rất là ngon lành các bác luôn. Đó. Bên mã giúp cho em đó là nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai này, made in Dubai nhá. Giá sẽ là 65k cho một hộp nước hoa Dubai như này. 65.000 cho một hộp bao gồm 5 chai. 1 2 3 4 5. Đấy, 65.000 cho hộp 5 chai như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ba nước hoa nhá. Đấy, các bác lên xem là bộ ba nước hoa. Đấy, bộ ba nước hoa thì dòng này nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, rất chất lượng cho anh em luôn. Bộ ba nước hoa 150.000. Đợt trước bên em đang bán 150.000, đợt này về cho các bác cái giá tốt luôn nhá. Chỉ có 130.000 cái bộ ba nước hoa như này. Bao gồm cho các bác là 3 chai và mỗi chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 30ml các bác nhá. 30ml, 3 chai với 3 mùi hương khác nhau. Mùi hương thì cực kỳ là dịu nhẹ. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu thôi nhá. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Các bác có thể mua để làm quà mùng 8 tháng 3 này, hoặc là mua để dùng cho cả nam cả nữ đều được nhá. Đấy, dùng quà cho chị em hoặc là mua cho cả nam cả nữ đều được nhá. Đấy, các bác lên xem là bộ ba nước hoa. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy. Lên xem là bộ ba nước hoa nhá. Đấy. Bộ ba nước hoa. Bộ ba nước hoa bên em đang bán là 150k nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 130k thôi. 130.000 thì cái bộ ba nước hoa như này. Lên mã giúp cho em đó là bộ ba nước hoa nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là kia bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy. Thì một hộp này sẽ là 30 chiếc và bên shop sẽ bán cho các bác với giá đó là 110.000. Đấy, 110.000 cho một hộp như này. Đấy, 110.000 cho một hộp như này. Thì hôm nay bên shop sẽ xả cho các bác giá chỉ còn 100k cho một hộp 30 chiếc này thôi nhá. 100.000 cho một hộp 30 chiếc như này. Đấy, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy. Có đầy đủ màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng. Bàn chải thì của Hàn Quốc nhá. Đây, Korea có này. Nó bán cho các siêu thị Việt Nam mình là 36.000 đồng nhá. 36.000 đồng. Đấy, Korea đây các bác này. Đấy, Korea Hàn Quốc nhá. Đó. Thì bên shop sẽ bán theo combo cho các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Bán theo combo cho các bác, đợt này bên shop về cho các bác giá rất là tốt luôn nhá. Đấy. Mua 4 cái thì sẽ là bằng 20k này. Đấy. 10 cái thì sẽ là bằng 40k và mua cả hộp như này là 30 chiếc nhá. 30 chiếc này. Đấy, 30 cái, giá chỉ còn lại là 100.000 thôi. 100.000. Đấy, 100.000 cho 30 cái bàn chải, 30 cái bàn chải này. Mua về dùng quanh 5 ngày tháng luôn nhá. 100.000 cho 30 cái bàn chải như này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là tiện ích cho các bác nam giới nhà mình. Đấy. Các bác nam thì dùng cái này rất là nhiều, đặc biệt là bác nào nhiều râu nhá. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. Có lô em về thì là 36 lưỡi và thấp nhất nó sẽ có cho các bác là 30 lưỡi kép này. 30 lưỡi kép như này nhá. Kèm thêm cho các bác là một cái bàn cạo và một lọ kem như này. Và giá thì chỉ có cho các bác cực kỳ là hạt rẻ luôn. Chỉ có 60.000 thôi, chỉ có 60.000 cho một combo như này. Bao gồm cho các bác là 30 lưỡi kép, tha hồ cạo râu cho các bác luôn, cạo quanh 5 ngày tháng luôn, một lọ kem và một bàn cạo như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá bên shop tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 30 lưỡi kèm thêm bộ sản phẩm như này. Giá chỉ có 60.000 thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp em đó là bộ lưỡi kem nhá. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này. Giá cực kỳ là hạt rẻ, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem này. Đấy, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Đấy, lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Hũ gia vị thì giá sẽ là 15.000 cho một hũ gia vị như này. Cái này rất là tiện các bạn. Đấy, thì các bác dùng rất đơn giản thôi. Về nhà các bác đậy cái nắp này vào cho em này. Đấy, sau đó thì mình dùng như này. Đấy, nắp của nó đây. Đấy, thì ví dụ như các bác đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu, hạt điều, rồi các loại hạt ngũ cốc các thứ. Đấy, các bác đựng vào đây rất là tiện, có thìa cho các bác xúc luôn. Đó, giá thì chỉ có 15 cành thôi nhá, 15 cành cho một cái hũ gia vị như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là hũ gia vị, giá sẽ là 15k. Đó, hũ gia vị nhá, hũ gia vị này. Đó, hũ gia vị giá sẽ là 15k cho một cái hũ gia vị như này. 15.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm của Đức, đó là đầu tiên nó sẽ là bộ thìa Đức này. Bộ thìa Đức một hộp này bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá.
Một hộp này bao gồm cho bác là 5 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng 5 chiếc thìa đẹp như này. Một hộp 5 chiếc thìa đẹp như này, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá. Đấy, 55.000 cho một hộp 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Đấy, 55.000. Đó, tính ra vào chỉ có 5 chiếc thìa như này mà 55.000, tính ra vào chỉ có hơn 10.000 một chút thôi là các bác đã có một cái thìa đẹp như này rồi. Hàng của thương hiệu Winling hay người của Đức, tha hồ thoải mái bác sử dụng luôn. Hàng đẹp, chất lượng. Đấy, vừa phải và giá thì rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thìa Đức nhá. Đấy, thìa Đức giá của nó sẽ là 55k. 55k cho một cái bộ thìa Đức này nhá. 55.000 cho một cái bộ hộp thìa Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hộp đũa nhá. Đây. Hộp đũa này thì nó sẽ một combo cho các bác bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5 đôi. 5 đôi đũa như này giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho 5 đôi đũa như này các bác nhá. Đấy, 60.000 cho 5 đôi đũa như này. Hàng cũng của thương hiệu Winling hay người của Đức này. Đấy, Su 304 nhá, Su 304. 60.000 cho một hộp 5 đôi đũa inox như này. Các bác dùng nó cũng rất là tiện để các bác dùng ăn cơm ăn nước này. Đấy, nó không bị nấm mốc, không bị các cái gọi là vi khuẩn xâm nhập nhá. Lên cho em là đũa inox nhá. Đấy, đũa inox giá thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái hộp đũa inox như này. 60.000 cho bao gồm 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác các dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng. Bộ này thì giá chỉ có 60k thôi. Hàng cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 cái khay inox luôn, 5 khay inox nhá. Đấy thì nó sẽ là khay nào và nắp đấy luôn, khay nào và nắp đấy nhá, rất là tiện dụng luôn. Có khay có nắp cho bác luôn. Đó, và khi các bác không sử dụng nữa thì mình xếp vào nó rất là gọn này, xếp vào rất là gọn này. Các bác có thể mang đồ ăn đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch hoặc là sử dụng đồ ăn mình bỏ vào tủ lạnh cũng rất là ok luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 khay inox siêu mỏng này, bộ 5 khay này. Đó, 5 khay inox nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 60k nhá, 60.000. 60.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thải miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng dán thải độc chân như này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, các bác dùng mình dán lên các cái gan bàn chân cho em. Đấy, dán lên gan bàn chân thì mình giúp cho các bác là chống đau mức đau nhức đau mỏi chân, dùng nó rất là tốt luôn. Đấy, đây thì em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Có các bác anh chị nào như em không ạ? Do tính chất công việc phải đứng và đi lại nhiều, dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, giá thì chỉ có 40k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, dán thải độc chân này. Các bác lưu ý không lại nhầm với dán ngải cứu nhá. Đây là miếng dán thải độc chân. Giá sẽ là 40k cho một hộp này, 50 miếng chỉ bằng một bát phở thôi, các bác nên sử dụng rất tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Đấy, kéo hộp đỏ đây nó sẽ là một cái kéo rất là đa di năng cho bác luôn. Thì các bác có thể dùng để mình cắt cây, cắt cành rồi tỉa cây, tỉa cành làm vườn nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150k cho một em kéo hộp đỏ như này. Con này thì hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây, thân kéo thì ốp gỗ nhá, thân kéo bằng ốp gỗ hết này và hàng liền thân này. Đấy, hàng gia công cực kỳ là tỉ mẩn và chắc chắn cho các bác luôn. Cắt thì rất là ngon luôn các này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Đây, cắt rất là bén luôn nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Đó, chữ triện của Nhật luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ này, nó đựng trong một cái hộp đỏ như này. Đấy, thế nên bên em lên tên nó là kéo hộp đỏ luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150k cho một con kéo hộp đỏ như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Lên cho em là kéo hộp đỏ này, kéo hộp đỏ nhá. Hộp đỏ giá sẽ là 150k. 150.000 cho em kéo hộp đỏ như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mã hàng đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em.
Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì vít cân ký bên shop lại về nhá. Rồi thước rút tự hãm này, thước rút tự hãm hàng nội địa của Nhật lại về số lượng cho anh em và các bác luôn. Rồi kìm đa năng, đá cắt các thứ lại về đầy shop để phục vụ anh em nhá. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên vẫn là vít cân ký các anh em. Đấy thì đây là các cái loại vít của bên em này. Thì bên em khi mà bên em gửi cho các bác thì sẽ là đầy đủ cho các bác luôn. To nhỏ lớn bé mẹ con dẹt dẹt múi đều đủ cả cho các bác nhá. Đấy cơ bản nó sẽ là như này các bác này. Đấy. Cơ bản nó sẽ là như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Thì bên em sẽ gửi theo theo combo. Đấy thì một mớ của nó bên em sẽ bán theo cân. Đấy một cân của nó thì vào khoảng từ 7 đến 10 chiếc nhá. Đấy. Một cân của nó thì khoảng từ 7 đến 10 chiếc các bạn. Đấy đây, một cân của nó đây này. Đấy. Một cân của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy một cân của nó đây. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nhá. Đấy. Đây qua đây. Đấy. Một cân của nó này. Đấy. Từ 7 đến 10 cái nhá. Hàng vít bãi Nhật cực kỳ là đẹp cho anh em luôn. Đó, từ 7 đến 10 chiếc cho anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên thôi anh nhá. Có những cái nó sẽ thi thoảng có những cái đơn thì nó sẽ có những cái to này thì các bác thông cảm thôi. Tại vì là hàng bãi thì các bác thông cảm, tại vì nó sẽ có những cái to cái nhỏ nhưng mà đầy đủ combo cho các bác luôn. Một cân như này. Đấy. Một cân này thì giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một cân như này các bác nhá. Đấy 110.000 cho một cân như này. To nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy đây các bác này. Đấy. 110.000 cho một cân như này đây, một cân như các bác này. Đấy. Sẽ có cái to, cái nhỏ, cái lớn, cái bé, cái mẹ, cái con. Đấy tại vì các bác thông cảm, tại vì là hàng cân ký thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy. Hàng cân ký thì cũng không thể tránh khỏi được. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Đấy vít cân ký. Các bác lên cho em đó là vít cân nhá. Đấy vít cân này, đó. Vít cân thì một cân của nó 1 kg sẽ là 110k nhá, 110.000. 110.000 cho 1 kg và các bác mua 0,5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đấy 60.000 cho nửa cân và một cân là 110.000 nhá. Một cân là 110.000, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy thì hàng như trên video em đã gửi tới các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đá cắt sắt inox nhá. Đấy đây. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 100 lưỡi nhá. Một hộp này là 100 lưỡi. Hàng thì của thương hiệu Guda của Nhật này. Đấy hàng thương hiệu Guda của Nhật đây. Đấy hàng thương hiệu Guda của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng và cái giá thì bên shop cũng đang phân phối gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, đây là cái thông số của nó các bác này, thông số của nó này. Đấy. 107 nhân với lại 1.2 nhân với 16 mm nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Guda nhá. Đây các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng này thì mên lưỡi rất là dày nhá. Mên lưỡi rất là dày thì khi mà các bác sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, mên lưỡi rất là dày khi các bác sử dụng thì không lo bị gọi là vỡ, và vỡ thì nó không sợ bị nó bắn vào mặt nha, tại vì cái mên lưỡi nó dày thì vỡ nó chỉ mủn nó thôi. Đó, cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn, hàng thương hiệu Guda, 107 x 1.2 x với lại 16 mm nhá. Con này thì các bác lên giá giúp cho em đó là lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo từ 5 cái trở lên, 5 cái là bằng 35.000 nhá. Đấy, 5 cái. 5 cái là 35k. Đấy, 5 cái 35.000. Bên em bán thấp nhất là 5 lưỡi là 35.000 nhá. Đấy. Còn một cái vỉ này của nó này. Đấy, một cái vỉ này của nó là 25 lưỡi này. 25 lưỡi thì sẽ là 130.000. 25 lưỡi là 130k nhá, 130k. Đó. Còn các bác mua 100 lưỡi, 100 lưỡi thì mua 50 lưỡi, 100 thì sẽ là 380 nhá, 380k. 100 lưỡi là 380.000, còn mua 50 lưỡi thì sẽ là 230.000, 230.000. Đó. 50 lưỡi thì sẽ là 230.000. Đấy, 100 lưỡi thì sẽ là 380.000, còn 25 lưỡi là 130. Đấy thì nếu như các bác mua hai dây như này là 50 lưỡi này. Hai dây này là 50 lưỡi thì sẽ là 230.000 nhá.
50 lưỡi thì sẽ là bằng 230k. Đó, và bao ship cho các bác luôn. Còn mua một vỉ như này thì sẽ là 25 lưỡi là 130.000 nhá, 130.000. Còn bán lẻ thì bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Đấy, không bán dưới 5 lưỡi nhá. Còn các bác mua cả hộp như này, cả hộp như này là 100 lưỡi này. Đấy, 100 lưỡi. Giá thì sẽ là 380k nhá, 380.000 cho 100 lưỡi. Đấy. Dòng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây, chất lượng nhá. Mền lưỡi dày cắt cực là ngon luôn. Đá thì nó sẽ chia ra làm 3 phân khúc nhá. Đá đỏ này, đá vàng này và đá xanh. Đá xanh là rẻ nhất và đá đỏ là đắt nhất các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dòng thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop lại về số lượng cho các bác. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. 5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy. Đây, đây cái này là 10m này. Cái này là 7m rưỡi này. Và cái này là 5m này. Đấy, và cái này là 5m này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Japan qua này. Đấy. Dòng này ưu điểm của nó là nó thiết kế rất là thông minh luôn. Đấy, người Nhật người ta thiết kế cái gì nó cũng rất là thông minh. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn các bác thả này nó lại vào này. Đấy, rút ra nó tự hãm này. Thì khi mình đo đạc nó rất là tiện nhá. Đấy, đo đạc rất là tiện luôn. Bản lưỡi thì rất là to nhá. Đấy. Đấy, các bác cứ xả này là nó vào này, rất là tiện nhá. Thì khi mà các bác sử dụng nó tiện lắm. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, rút ra nó vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là theo từng loại các bác nhé, theo từng loại cho các bác luôn. Đấy, theo từng loại cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Thì nó sẽ có theo loại như sau. 5m này, 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đấy, 5m bằng 40.000. 5m là 40.000 nhá. Đấy. 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, và 10m thì sẽ là 60k. Đấy, giá rất hợp lý này. Chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đấy, 5m là 40.000, 7m rưỡi là 50.000 và 10m là 60.000 nhá. Đấy. Đây. 5m này. Đấy, còn 5m các bác nhá. Đấy, còn 5m này. Đấy. 5m này sẽ là 40.000 nhá, 40.000 này. 7m rưỡi này sẽ là 50.000 này. 50.000 cho một cái thước rút như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được cái thước giá hợp lý này đâu. 10m này, giá chỉ có 60.000 cho cái thước 10m này thôi nhá. 60.000 nhá. Đấy. Rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mẫu kìm đó là con này thì nó về thì nó sẽ là về 3 màu như này, nhưng mà bên em lên tên nó thì sẽ là kìm đỏ nhá. Đấy. Về thì nó sẽ là về 3 màu, nhưng mà bên em lên tên tên thì vẫn lên tên là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy. Thì ở đây nó sẽ 3 màu như này, nhưng mà bên shop sẽ lên tên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm đa năng rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ là thép CRV, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, chữ Nhật đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật chữ Nhật hết nhá. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một là tuốt dây này, hai là bấm cốt này, ba là cắt dây này, bốn là xoắn ốc này, đấy, năm là vặn này. Đấy, và 6 là xoắn dây buộc dây này, rất là tiện cho các bác luôn. Một con kìm đa năng, đấy, có tới 5-6 chức năng như này. Và lò xo chữ V nhá, luôn luôn là trạng thái đẩy ra như này thì các bác dùng nó rất là sướng, không cần phải lấy tay để đẩy mà mình chỉ cần bóp vào này thôi, còn tự nó đẩy ra. Đó, và đây nó sẽ là một con kìm đa di năng cực kỳ tiện lợi cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đấy, nó về 3 màu nhưng bên em lên nó là kìm đỏ. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có 3 màu như này, nhưng mà em lên tên thì tên nó là kìm đỏ. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Khi bên em gửi thì sẽ là gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn nhá. 100k cho một chiếc như này thôi. Con này thì siêu tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó. Thì các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây các bác nhé. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây nhé. Mic dây hàng của Nhật và của Mỹ. Đó thì con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bao gồm cho các bác là cả mic, cả dây như này. Đấy, hàng của thương hiệu Tomahawa Made in Japan các bác này. Đấy, Tomahawa Made in Japan cho các bác luôn. Đấy, mic cực kỳ là ngon luôn. Mic thì cầm thì chắc nhá. Tiếng mic thì cực kỳ là hay, nghe trầm và đầm ấm nhá. Nghe rất là hay luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây, Tomahawa.
Đấy, made in Japan. Mic của nó thì nó sẽ dài, dây dài khoảng từ 4-5 mét nhá. Dây dài từ 4 đến 5 mét, dây cũng là hàng nội địa Nhật cho bác luôn. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 250.000 nhá, 230.000 cho cái mic dây như này. Đấy, 230.000 cho cái mic dây Nhật như này các bác này. Đó. Các bác lên cho em đó là mic dây Nhật nhá. Đấy, mic dây Nhật giá của nó sẽ là 230k. 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, 230.000 bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mic của Mỹ nhá, mic của Mỹ đây. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu JBL này. Đấy, hàng thương hiệu JBL. Mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân mic như này. Đấy, cũng có dây dài khoảng từ 4-5 mét nhá. Đấy, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Mỹ này. Đấy, đầu kết nối điện bằng đồng hết này các bác này. Đấy, kết nối bằng đồng hết nhá. Đây, các bác cũng lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, JBL nhá, made in USA nhá, made in USA. Đấy, đây là cái đầu mic của nó này. Đầu mic của nó rất chắc luôn, tiếng mic nằm trầm ấm này, made in USA nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con mic Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 280.000 và cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 280.000 cho một con mic Mỹ như này, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Đấy, nhận hàng các bác có thể cắm vào hát thử và ok thì các bác thanh toán tiền nhá. Ok các bác thanh toán tiền cho em. Đấy, cả mic cả dây như này. Đấy, cả mic cả dây nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 280.000 nhá. 280.000. Đấy, nguyên cái khâu đóng hộp của nó cũng rất là chất lượng nhá. Đấy, nguyên khâu đóng hộp của nó rất chất lượng. Các bác lên cho em đó là mic Mỹ nhá. Đấy, mic dây Mỹ này. Đấy, mic dây Mỹ. Giá của nó sẽ là 280k và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đó thì bên shop sẽ có hai mẫu mic, đó là mic Nhật và mic Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Các bác lên cho em là ấm pha trà. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích của 1 lít và có lưới lọc như này. Có lưới lọc như này thì khi các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại nước mình cần lọc vào đây thì nó rất là tiện, không bị chảy ra ngoài nhá, không bị rót ra ngoài. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Inox 316 nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các cái loại hạt tiết các thứ thì đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con mic như này. Giá của nó sẽ là 110.000 thôi. 110.000 nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Dung tích 1 lít, màu đen rất là đẹp luôn. Bên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đó, ấm pha trà. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần bỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Các bác lên cho em là viên xin lỗi các bác, đó là cái viên tẩy lồng giặt nhá. Đấy. Thì cái này thì nó rất là tiện đây. Ví dụ như là một năm thì các bác nên vệ sinh cái lồng giặt cho em là từ 10 đến 12 lần. Thấp nhất là 10 lần thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 12 viên. Đấy, 12 viên mỗi tháng dùng một lần cho em. Mỗi tháng dùng một lần cho em thì các bác chỉ cần bỏ cái viên này vào thôi. Sau đó thì các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đấy, và cái giá thì bên shop đang cái tẩy lồng giặt này bao nhiêu đấy? 25. Qua lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Đấy, tẩy lồng giặt. Giá của nó sẽ là 25k. Nhà nào cũng có máy giặt rồi, các bác nên dùng thường xuyên cho em để vệ sinh cái máy giặt đi cho nó khỏi vi khuẩn này, khỏi bụi bẩn, rồi nói chung là đa di năng luôn. 25k cho một cái hộp tẩy lồng giặt như này. Cái này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đây nó sẽ là một con đèn ngủ này, vừa là đèn ngủ vừa là có tính năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Đó thì các bác chỉ cần cắm vào điện như này thì thứ nhất của nó sẽ là làm đèn ngủ và thứ hai là có tính năng để giúp đuổi muỗi. Đấy, xua đuổi muỗi rất là tốt cho bác luôn. Đèn ngủ đuổi muỗi. Qua lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là đèn ngủ đuổi muỗi này. Đó, đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dầu gội đầu hàng của thương hiệu Clear nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một lọ như này. Lọ này thì dung tích của nó sẽ là vào gần 450ml các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy. Màu xanh này thì bạc hà nó sẽ mạnh hơn, còn màu trắng này thì cũng có bạc hà. Nam nữ đều dùng được cả. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Unilever này, Unilever, và hàng nội địa của Thái Lan nhá. Đây, Bangkok Thái Lan qua này. Đấy, Bangkok Thái Lan. Giá thì sẽ là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu Thái Lan như này. Đó, dung tích của nó thì sẽ là 450ml các bạn này, 450ml nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái
sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đầu vòi sen như này. Một cái đầu vòi sen như này các bác này. Đấy, một đầu vòi sen như này. Có đóng ngắt trên tay như này nhá. Có đóng ngắt trên tay và có cái đầu cao su này thì các bác dùng tắm rửa thì mình kỳ cọ massage nó rất là tiện ích luôn. Đấy, đây. Và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước ở đây nhá. Đấy, và có kèm với các bác là dây nối dây nước đàng hoàng như này. Dây nối dây nước, dây cáp dẫn nguồn đàng hoàng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, sen cao su. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ vòi sen cao su như này. Cái này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chắn gió bếp ga như này. Các bác chỉ cần đặt lên cái phần bếp ga nhà mình thôi thì khi mà các bác đun nấu rồi mình sử dụng thì nó sẽ không bị cái gió nó tạt mất gió đi, nó gây cho các bác là hao ga nhá. Thì con này dùng rất là tiện. Lên cho em là chắn gió bếp ga, giá là 25k. Các bác chỉ cần đặt vào cái bếp ga nhà mình thôi, đặt vào cái phần bếp ga nhà mình, khi mình đun nấu thì có gió giếc là nó sẽ không bị tạt và các bác dùng nó đỡ hao ga hơn rất là nhiều luôn. Và nó giữ cái nhiệt ở trong cái đáy bếp thì khi các bác đun nó rất là tiện ích nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọ thuốc nhỏ mắt nhá. Đây, lọ thuốc nhỏ mắt này. Hàng này thì sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Đấy, thuốc nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng này thì cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật này. Bổ sung cho bác vitamin E, B6, N, A và vitamin K này. Đấy, 100% hàng nội địa của Nhật, yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt, giá sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, các bác lên cho em là bình 20 này. Bình 20 dung tích của nó là 2 lít và 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ giá chỉ có 80k thôi. Chất liệu của nó thì bằng inox 304. Đấy, có nắp đậy miếng đàng hoàng như này. Các bác có thể dùng để mình đựng các cái loại nước uống, đồ uống rất là tiện ích nhá. Đấy, nắp đậy có gioăng cao su mềm như này, rất là tiện ích, an toàn vệ sinh. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 nhá, dày dẫn sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì không có chức năng giữ nhiệt thôi, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Thì các bác có thể dùng để mình đựng nước này, pha trà, pha cà phê rồi pha các cái pha đựng nước uống, nước lọc rồi nước chè nó trước các bác bỏ vào đây chưa. Đấy, mình đựng nước uống nó rất là tiện. Bình 20 giá thì dung tích là 2 lít cả vỏ và giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con bình 20 như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái ghế hơi này. Đây, một cái ghế hơi nó sẽ là bao gồm là một cái nhỏ, một cái to như này. Về nhà thì các bác ra cửa hàng mình họ bơm hơi cho các bác là mình sử dụng thôi. 350.000 lên mã giúp cho em đó là ghế hơi nhá. Ghế hơi giá sẽ là 350k. Thì về nhà các bác mang ra cái cửa hàng sửa chữa xe máy hoặc nhà các bác nào có máy bơm hơi thì các bác bơm vào cho em đó. Các bác bơm vào cho em rất là tiện luôn. Đây, nó sẽ to như này. Con này thì cái chiều cao của nó là 1m16 này. Đấy, chiều rộng của nó là 98 này. Đấy, đây hai chiều đây. Đây nó có cái thông số đây các bạn này. Đấy, thông số đây. Đấy, để cho các bác sử dụng nhá. Nó rất là tiện luôn đây. Thông số này, cao 1m16 này, chiều về sau là 83 này và chiều rộng này là 98 này. Đó, còn con này thì 3162. Đó, hai con nhá. Đấy, đầy đủ các cái thông số đây như này để các bác sử dụng luôn. Nên mã giúp cho em là ghế hơi, giá của nó sẽ là 350.000 cho ghế hơi như này nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy mài gót chân này. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện, có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy, một đầu máy và hai viên đá mài nha. Các bác có thể dùng để mài các cái phần da khô nứt nẻ ở tay này, chân này, rồi các cái phần như là gót tay, gót chân này. Đấy, các cái phần nào các bác hay bị khô này, bị nứt nẻ này, mùa nồi nồm hanh khô này, các bác dùng cái máy này xem. Đấy, các cái phần mà da nó thừa, da nó chết ấy, các bác mài đi xem. Đó, thì nó vừa vệ sinh này, vừa sạch sẽ này. Đấy, nó tái tạo da và bên shop có bán kèm cả cái cao ngựa luôn. Đấy, thì một cái máy mài gót chân như này thì giá của nó sẽ là 100 các bác nhá. 100, còn cao ngựa là 30.000. Lên trên là máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 100k cho con máy mài gót chân như này đây. Đấy, các bác dùng để mài gót chân này rồi tay chân đều được hết nhá. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Đây nó sẽ là một cái súng như này các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó là bằng đồng nhá, quận bằng đồng và hàng này của nó thì nó sẽ là chạy bằng pin sạc nhá. Pin sạc rất là tiện. Các bác có thể dùng để massage này, các bắp tay, bắp chân này. Đấy, dùng để massage này rất là tiện các bác. Đấy. Máy chạy rất là mạnh luôn và có tới 6 cấp độ nhá. Các bác có thể sử dụng tới 6 cấp độ luôn. Đấy.
rất là mạnh luôn. Rất tiện ích luôn nhá. Đó, dùng rất là mạnh luôn. Con này thì giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000 cái súng massage này thôi. Và nó sẽ có cho các bác là 4 đầu như này nhá. Đấy, 4 đầu như này để các bác thích sử dụng cái đầu nào thì mình sử dụng. Đấy, đầu nhọn, đầu tròn, đầu đấm đầy đủ cho các bác luôn. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Đấy, nó sẽ là một cái hình khẩu súng nhá. Hình khẩu súng các bác có thể tự cầm tay hoặc là mượn người khác, ông bà vợ chồng mình đấm thay cho nhau cũng rất là ngon luôn. Đây nó sẽ là mình hình khẩu súng như này các bác này, hình khẩu súng như này. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá sẽ là 170k nhá, 170k cho cái súng thư giãn như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Con này thì sẽ là 100.000. Đấy, hàng thì sẽ kèm sẵn pin cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc là lắp pin vào cho em là xong. Đấy, riêng cái dòng này thì nó đã có sẵn cho các bác một đôi pin rồi. Và bác cứ đặt lên là mình sử dụng thôi. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, mặt của nó là mặt kính cường lực, cân được tối đa lên tới 180 kg. Đây em sẽ cân cho các bác xem này. Đấy, cân nặng của em thì hiện tại bây giờ đang là 67 các bác này, 67 cân này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái cân sức khỏe như này các bác nhá. Lên mã cho em là cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k tròn, 100.000 cho cái cân sức khỏe như này. Con này thì nó rất là tiện ích, các bác có thể vừa dùng để làm cân sức khỏe này, vừa cập nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Ở đây nó có nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Đấy, nhiệt độ là 17 độ C này. Đấy, thì một con cân như này giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe giá sẽ là 100.000. Cân sức khỏe này giá sẽ là 100k nhá, 100.000 cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Đấy, lô này bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là màu đỏ, màu xanh đen và màu đỏ đen nhỉ. Màu đỏ, màu đen và màu inox nhá. Đấy, có màu đỏ, màu đen và màu inox, ba màu như này. Dung tích là 1,5 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. Con này thì dung tích 1,5 lít luôn. Hàng của nó theo mặc định của nhà sản xuất thì là giữ lạnh là 36 tiếng này, giữ nóng là 24 giờ nhá. Đấy, có lưới lọc như này. Ưu điểm là hàng bình to 1,5 lít nhá, inox 304 các bác này, su 304, bình to 1,5 lít, tha hồ thoải mái để sử dụng luôn. Dung tích 1,5 lít luôn. Đấy. Các bác đừng con này để mình đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy. Có nắp nhá, có nắp. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá. Đấy. Hàng quân đội Mỹ. Hàng quân đội Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là các bác lên xem là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Giá của nó sẽ là 180k. Đấy. Đây mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó, bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá sẽ là 170k nhá. 170 170. 170.000 nhá. 170.000 cái bình nhiệt quân đội Mỹ này. Giá rất hợp lý các bác nhá. Trước là bên em bán 8 giờ chỉ về cho các bác 170.000 thôi. 170k. Giá rất hợp lý, quay đeo quay sách đàng hoàng. Hàng chất lượng, giá tốt cho bác luôn. Cái này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mặt hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng thì rất là đơn giản thôi, từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ cho em 200 là bên em sẽ bao ship. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop về cho bác một cái mã đó là cái thuốc nhỏ mắt các bác nhá. Thuốc nhỏ mắt con này thì nó sẽ là 60.000 cho một lọ như này. Một lọ này của nó là 12ml. Đấy, bổ sung cho các bác vitamin E này, vitamin B6 này, vitamin K này, đấy, NA nữa. Đây nó sẽ là một cái dòng thuốc nhỏ mắt cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tốt. Đấy, hàng nguyên đai, nguyên tem, nguyên kiện như này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Một lọ này của nó thì rất là nhiều luôn. Và các bác dùng thì rất là thích luôn. Hàng này thì đủ cho các bác về đầy đủ các thông số nhá. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan cho các bác nhá. Đó, đây. Bổ sung các cái dưỡng chất này. Đấy. Vitamin E này, B6 này, NA này, rồi K này. Đấy, đều là các cái dưỡng chất rất là tốt cho đôi mắt của mình luôn. Và một lọ này sẽ là 60k. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đấy, lên cho em là thuốc nhỏ mắt này. Đấy, thuốc nhỏ mắt. Nhỏ mắt nhá. Giá sẽ là 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
lót toilet nhá. Đấy, lót toilet như này. Thì con này nó sẽ là có cho các bác cái miếng dán đi kèm này, có cho các bác cái miếng dán đi kèm ở đây luôn. Thì về nhà các bác chỉ cần bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì mình dán lên cái bệt toilet thì mình là xong. Thì con này nó rất là tiện luôn. Lên cho em là lót toilet nhá. Giá sẽ là 35k. Lót toilet 35.000. Cái này thì nó sẽ là bằng cái dạng như là một cái dòng xốp mềm nhá, dòng xốp mềm như này. Thì các bác ngồi nó rất là êm và không bị lạnh nhá, không bị lạnh. Đặc biệt là miền Bắc này mùa đông lạnh thì các bác dùng cái này cho em. Giá của nó sẽ là 35k cho một cái lót toilet như này các bác nhá. Lót toilet 35.000. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái xi đánh giày này. Xi đánh giày thì giá rất là ưu đãi cho các bác luôn, chỉ có 30k cho một lọ xi đánh giày như này thôi. 30.000 cho một lọ xi đánh giày như này thì con này nó rất là tiện. Đây nó sẽ có cho các bác là một lọ xi như này và kèm thêm cho các bác là một cái miếng bông đây, một cái miếng bông như này. Đấy thì các bác chỉ cần là bóc cái xi này ra này, sau đó các bác chấm vào, sau đó thì các bác đánh vào giày cho em. Đấy thì nó rất là tiện ích luôn. Bao gồm cho các bác là combo một lọ xi. Đấy, một cái miếng mút như này để các bác trà đánh rất là tiện ích luôn. Thì bên shop về nó sẽ có hai màu nhá, một là màu đen, hai là màu nâu. Thì con này các bác dùng chuyên để đánh giày cho em rất là tiện luôn. Đó, hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác nhá. Đây, hàng của thương hiệu Biki này, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và con xi đánh giày này thì nó sẽ có màu đen và màu nâu. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k nhá. Các bác lên cho em đó là xi đánh giày này hoặc là xi giày nhá. Xi giày này, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ như này nhá. 30.000 cho một lọ xi đánh giày như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ nạo 3 món nhá. Đấy, nạo 3 món thì đây nó sẽ là một cái nạo rất là tiện dụng luôn. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 món để các bác sử dụng nhá. Và cái giá thì chỉ có 25.000 cho cái nạo 3 món như này thôi. Giá chỉ có 25k thôi. Đây nó sẽ là một cái nạo đứng này. Đấy, một cái nạo đứng này. Thì cái nạo đứng này nó sẽ có hai mặt, là một là nạo sợi, hai là nạo nạo vỏ bình thường này. Đấy, tiếp theo là một cái nạo này thì nó sẽ là một cái nạo nằm ngang như này và có cái đầu này để các bác khoáy cái phần sâu này. Đấy, và có cho các bác là một con dao như này, một con dao kèm cái nhíp này để các bác nhổ lông gà, lông ngan, lông vịt này. Đấy, và cái này làm lòng gà, lòng cá rất là ok. Đấy, bộ sản phẩm bao gồm là 3 món như này nhá, combo 3 món như này. Mà cái giá thì cực kỳ ưu đãi cho các bác, chỉ có 25.000 thôi. Bây giờ nếu các bác mua một cái nạo thường ở ngoài chợ họ cũng phải bán cho các bác là 20.000 rồi, 15-20.000 rồi. Thế mà đây cả cái bộ 3 món để các bác làm trong nhà bếp như này mà giá chỉ có 25.000 thôi, 25.000. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Đấy. Lên đã giúp cho em đó là nạo 3 món nhá, nạo 3 món. Giá sẽ là 25k đó. Nạo 3 món này. Nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k nhá. 25.000 thì cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn các bác lên cho em đó là khăn lau các bác lên cho em là khăn lau kính nhá. Con này thì nó thấm hút các cái dòng bụi bẩn rất là tốt luôn. Đó, tại vì ở đây nó sẽ là một cái lớp dạng như là một cái lớp xốp này. Đấy, nó nói chung là nó một cái chất để nó hút được cái bụi bẩn cái kính vào, cho nên là khi các bác lau nó rất là sạch và nó không để lại vệt đâu. Đấy thì một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc. 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Thì các bác chuyên dùng để lau kính này, kính ô tô này, cửa kính rồi tủ kính rồi bể cá bể kia các thứ, nói chung là rất là tiện luôn. Các bác dùng chuyên về cái đồ kính cho em thì rất là tiện. Đặc biệt là bác nào có ô tô con ấy mà hay phải lau chùi thì các bác dùng cái này cho em nó cũng rất là mê ly luôn. Dùng nó tiện và lau nó rất là sạch và không để lại vết nhá. Đấy, lên cho em là khăn lau kính nhá. Lên cho em là khăn lau kính này. Khăn lau kính, số lượng của nó là 10 chiếc và giá sẽ là 50k nhá. 50k trên một bịch như này bao gồm 10 cái thì nói chung là giá cũng chỉ vào 5.000 một chiếc thôi. 5.000 cho một chiếc này thôi và cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái băng gạc các bác nhé. Đấy, băng gạc đây. Đấy. Cái này chưa bán bao nhiêu đấy? Cái băng gạc này. Băng gạc nhá. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là to nhỏ lớn bé đầy đủ, này là 100 cái nhá, 100 chiếc luôn. Đó, hộp này là 100 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000. Cái này thì các bác nên để trong 20 à? Giá là 20.000 nhá. Thì các bác nên để, giá rất là tốt luôn, chỉ có 20.000. Tính ra vào chỉ có 200 con cho một chiếc như này thôi. Đấy, mà các bác có cho em là tới 100 cái luôn, to nhỏ lớn bé mẹ con đủ cả. Đấy, cái này thì rất là đơn giản này thôi. Đây các bác chỉ cần là bóc nó ra này. Đấy, sau đó thì các bác bị đau, bị tay tay chân, bị xây xước, bị đứt chảy máu ở đâu. Đấy, hoặc các bác nặn mụn, nặn miếc thì các bác chỉ cần dán vào cho em là xong này. Đấy. Con này của nó thì cái độ dán của nó rất là tốt luôn, độ bám của nó rất là tốt, thì các bác bị đau chân rồi đau tay rồi chảy máu tay máu chân thì các bác dùng cái này cho em rất là tiện. Lên đã giúp cho em là băng gạc nhá. Đây, nó sẽ có cho các bác kích thước này, to này, nhỏ này, nhỡ này và tròn này. Đấy, dài tròn dẹt đầy đủ cho bác luôn. Độ bám dính của nó rất là tốt nhá. Cái này các bác rửa nước thoải mái luôn.
lên mã giúp cho em đó là băng gạc nhá, lên cho em là băng gâu này, đấy băng gâu, băng gâu nhá, giá của nó sẽ là băng gâu, giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k trên một hộp này thôi, 20k trên một hộp này. Hộp này của nó sẽ bao gồm cho anh em các bác là đi 100 miếng luôn, 100 miếng theo hồ thoải mái sử dụng nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ khay, các bác lên mã giúp cho em là khay nhả kem nhá. Đấy, khay nhả kem. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái bộ còn sản phẩm bao gồm cho các bác là ba cái cốc như này, ba cốc này các bác này. Đấy. Ba cái cốc và một cái khay như này. Đây. Một cái khay như này nhá. Con này thì nó sẽ có từ hít cho các bác luôn, có từ hít này, con này. Đấy. Có từ hít thì các bác dùng rất là thích luôn. Ở đây thì các bác cho cái lọ kem đánh răng vào đây nhá, và nhấn này là kem nó sẽ chảy ra này, xoáy cái nắp này ra. Xoáy cho em cái giòn này ra này. Đấy, xoáy lọ kem đánh răng vào đây. Là xong. Đó, và các bác nhấn nha, nhấn cái bàn chải vào đây. Đây thì cái hộp để các bác đựng đồ linh tinh này. Và đây nó sẽ kèm cho các bác là cái móc dán này, hai cái móc dán luôn, các bác dán lên tường là xong, mình không cần phải khoan đục gì. Đấy, nó rất là bất tiện nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là combo đầy đủ cho các bác luôn để các bác sử dụng nhá. Giá thì một cái bộ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là một cái này bao nhiêu nhỉ? Cái khay nhả kem này này. Cái này lên là khay nhả kem à? Cái này các bác lên cho em là kệ nhả kem nhá. Kệ nhả kem, kem đánh răng, giá chỉ có 180k thôi. Đây em sẽ có cái video sử dụng thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đánh răng đi kèm bộ này còn có thêm hai cái ly để mình có thể. Bộ này của họ thì có hai cái ly thôi. Nhưng bộ nhà em là có tới ba cái ly luôn để cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Đấy các bác thấy không? Ấn vào là ngon này. Tốt quá. Hôm nay mình mới bóc thêm một cái, dán thêm cái trong nhà vệ sinh tầng dưới. Loại này mình mua thì có hơi hát với cái đầu một chút. Nó chỉ có hai ly nhưng tới hai đầu nhả kem rất phù hợp và hoàn tiện cho các bác lắp vào là xong. Hay dùng kem đánh răng riêng biệt. Ngoài hai cái hát biệt về đầu bắt kem và ly ra, thì cái kệ này còn có thêm một cái hộp để mình có thể đựng lược hoặc là dụng cụ vệ sinh khác. Xoáy lọ kem ở đây cho em xong này. Nhấn nhả ra là xong này. Đấy. Hết đó cũng có thêm một cái hộc tủ để mình có thể đựng bông để che hoặc là món đồ gì đó sợ bị ướt. Đầu bắt kem thì cực kỳ dễ lấy luôn, mình chỉ cần ứng một lần là đã ra kem rồi. Nếu muốn kem ít thì mình ứng nhẹ, còn nếu như muốn kem nhiều thì mình ứng mạnh nha. Còn nói về độ bám kem rất là ngon luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên cho em là kệ nhả kem nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái set thìa của Đức nhá. Đấy các bác lên cho em là thìa Đức này. Một là hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 chiếc hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức này. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Và con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là kệ nhà, à xin lỗi các bác là bộ thìa Đức nhá. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức. Giá thì chỉ có cho các bác là, lên cho em là hộp thìa Đức này. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Đó, hộp thìa Đức giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một hộp thìa Đức như này bao gồm cho các bác là 5 chiếc. Đấy, 5 cái. 60.000 trên 5 cái nhá, trên 5 cái cho các bác luôn. Hàng đẹp sáng bóng tuyệt vời cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái đây các bác nhá, cái máy vắt cam nha các bác nhá, máy vắt cam. Thì con này thì nó sẽ là dòng của thương hiệu Socani. Hàng Nhật xuất, sử dụng của nó sẽ là đây. Đấy, điện 220 đến 240V 50Hz, công suất là 45W. Chuyên dùng để các bác vắt cam rất là ngon luôn. Con này vắt cam tiện lắm. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ rồi. Một con máy vắt cam ngon lành, chất lượng như này em đã có rất là nhiều cái video em quay test thực tế cho các bác rồi. Đấy, đây, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, một con máy như này các bác. Đấy, sẽ có cho các bác là cái khay này. Đấy, và một cái ô này. Cái ô này thì các bác có thể tháo ra như này. Đấy, cắm điện vào cho em nhé. Các bác cắm sử dụng điện trực tiếp, điện 220 cho em. Lắp vào này. Đấy, các bác để lên đây chưa? Để lên cho em là các bác bổ cam ra là mình cắm điện vào là nó sẽ chạy thôi, cắm điện vào nó sẽ chạy các bác nhá, thì nó rất là tiện luôn. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 200. Cái máy vắt cam này bao nhiêu đấy? 190.000 cho cái máy vắt cam này thôi nhá. Đấy, trước em đang bán là 200 mấy đấy, đặt này về chỉ có 190.000 cho một con máy vắt cam này thôi. Cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Đây em cắm trực tiếp điện này. Đấy, các bác chỉ cần nhấp này là máy chạy này. Đây, đây nhá, nhấp này. Đấy, nhấp này. Đấy, ví dụ tay em là quả cam này. Đấy các bác thấy không? Đây. Nó chạy rất là tít luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác nhìn tay em. Đấy. Đây. Thì các bác cứ nhấp này là nó chạy thôi. Lực của nó rất là tốt luôn nhá. Đấy. Các bác muốn nó xoay ngược lại thì mình nhả ra nhấp, nhả ra nhấp là nó sẽ xoay ngược lại. Rất là tiện nhá. Máy vắt cam như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam nhá. Máy vắt cam. Giá sẽ là 190k. 190k cho em máy vắt cam như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Đây. Một cái chổi cọ vịt như này các bác này. Đấy, một con cọ vịt như này rất là tiện cho bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là
một đầu chổi này, một miếng dán này. Đấy. Cái này thì sẽ kèm cho các bác luôn là cả một cái lông này nữa này. Đây, một cái đầu này. Các bác lắp vào cho em này. Sau đó thì các bác không dùng nữa mình đặt lên nha em, rất là tiện luôn. Và đây nó sẽ có miếng dán này, các bác dán lên tường nha. Đấy, dán lên tường, treo lên tường cho em rất là tiện. Đấy, lấy ra thì như này, đặt vào nó sẽ là như này. Đấy, lên cho em là cọ vịt nhá. Đấy, lên cho em là cọ vịt, giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Một cái bộ cọ vịt như này giá chỉ có cho các bác là 60k nhá. Các bác lên cho em là cọ vịt này. Giá nó sẽ là 60.000 cái cọ vịt như này. Rồi ok. Bàn chải vệ sinh, nó còn miếng dán chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn chải hình vịt chất liệu của silicon mềm có thể chải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể chải được. Đến nhà hàng xóm mới biết đây là bàn chải vệ sinh, nó còn miếng dán chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn chải hình vịt chất liệu của silicon mềm có thể chải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể chải được. Rồi ok các bác nhá, giá thì chỉ có 60.000 thôi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái đèn mang sông nhá. Con này thì giống cái dây vàng này. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 125.000. Đấy. Hả? 120.000 thôi, giá siêu tốt cho bác luôn. Ánh sáng của nó là ánh sáng vàng này, ánh sáng vàng rất là đẹp luôn. Và màu của đèn thì nó sẽ là màu đỏ đậm như này, màu đỏ tươi này. Đấy, rất là đẹp nhá. Con này thì có điều chỉnh chiết áp cho bác luôn, có điều chỉnh chiết áp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Đấy, các bác có thể đeo lên như này và có cáp sạc cho bác luôn, có cáp sạc, có điều chỉnh chiết áp. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Bên em thì ship code toàn quốc nhá. Ship code toàn quốc cho các bác luôn. Đơn từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Bán hàng rất là dễ tính thôi. Đó. Lên đã giúp cho em đó là đèn mang sông. Đèn mang sông này. Đó. Đèn mang sông giá sẽ là 120k cho em, đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời ba cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, một con đèn chạy bằng pin năng lượng mặt trời này. Đấy. Và nó sẽ có ba cánh có điều khiển kiếp cho các bác làm hàng nhá. Đây. Đấy, rất sáng luôn con này, rất sáng luôn và có thể điều chỉnh này, có thể điều chỉnh ngoắt nhéo xoay 360 độ các kiểu con này điều luôn và rất là sáng nhá. Đấy, về nhà thì các bác cắm cái đầu sạc vào đây cho em này, đầu sạc năng lượng mặt trời cắm vào đây cho em, đó là nó sẽ tự sạc thôi, không tốn 1.000 tiền điện nào cả. Giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho con đèn năng lượng mặt trời như này. Con này thì rất là tiện ích luôn, đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy. Nói chung là các bác dùng con này thì khá là hợp lý đấy các bác, mình dùng để sử dụng trong các cái ngoài cổng, ngoài cửa hoặc các khu vực nào cần phải chiếu sáng thì các bác dùng con này cho em. Có điều khiển kiếp đàng hoàng nhá. Đấy, lên trên là đèn năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đèn năng lượng ba cánh này, đèn năng lượng này. Đèn năng lượng này, năng lượng ba cánh nhá. Đèn năng lượng ba cánh giá sẽ là 180k nhá. 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một số cái mã bóng đèn này. Đấy. Một số cái mã bóng đèn đây. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái bóng đèn con này nó sẽ là đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini nó nhỏ thôi. Công suất của nó sẽ là, con này thì siêu tiết kiệm điện luôn. Công suất của nó sẽ là 12W các bác. Đấy, 12W 4 cánh nhỏ gọn này. Đấy, 12W các bác có thể dùng để mình công suất của nó sẽ là, à con này là 28W các bạn. 28W nhưng mà nó phải sáng như kiểu là 560W các bạn. Rất là sáng luôn. Và nó lại rất là nhỏ gọn thì các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Đây. Đấy, em bật lên cho các bác. Rất là sáng luôn. Nó sáng tương đương với quả 450W luôn các bạn. Đấy, mà chỉ có 28W thôi. Sáng chói chang luôn các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, rất là sáng luôn nhá. Và có thể gấp gọn như này thì các bác có thể dùng các cái khu vực vị trí nào thì tùy ý mình nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 28W, rất là sáng luôn. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 4 cánh. 40.000 nhá. Các bác lên cho em là, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá, đèn 4 cánh mini này. Đấy. Bóng 4 cánh mini, bóng đèn này. Đấy, bóng đèn 4 cánh này. Bỏ tranh cái ba màu này. 4 cánh mini nhá. Đấy, bóng cánh 4 cánh mini giá sẽ là 40k nhá. 40k cho cái quả 4 cánh mini như này. Đó. Tiếp theo thì bỏ cả cái đèn học này. Đèn học đây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con bóng 3 màu nhá. Con này là bao nhiêu nhỉ? 30.000 cho con bóng 3 màu như này. Đấy, các bác có thể lắp ở đây này. Sau đó thì mình bật này. Đấy, màu đỏ này. Đấy, màu trung tính này, màu trắng này, màu đỏ này. Đó, ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng, ánh sáng trung tính nhá. Nó có 3 màu như này. Con này thì với là công suất là 12W nhá. Đấy, con này là công suất là 12W các bác này.
Đấy, công suất này thì con này công suất của nó là 12W nhưng mà cũng rất là sáng luôn. Thì con này dùng cũng khá là tiện. Các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng ở cái khu vực nào mà cần chiếu sáng mà cần vừa phải ánh sáng thì rất là hợp lý luôn, ngoài cổng ngoài cửa, và nó ba màu như này thì dùng nó cũng rất là thích. Ví dụ như các bác muốn tăng cái độ ấm thì mình dùng cái màu vàng cho em. Đấy. Các bác lên cho em là bóng ba màu nhá. Bóng ba màu, công giá của nó sẽ là 30.000 nhá, bóng ba màu. Đó. Bóng ba màu. Giá của nó sẽ là 30k. Con này thì nó nhỏ thôi nhá, nó chỉ bằng hai ngón tay này thôi các bác này. Bằng hai ngón tay như này nhá, bóng ba màu 30k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia các bác lên cho em là đèn học chống cận nhá, đèn học chống cận. Đây nó sẽ là một con đèn học rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó. Công suất của nó thì nó sẽ là như con đèn như này. Đấy, và cũng khá là sáng nha, các bác có thể dùng để cho các em học bài này, đọc sách cái thứ rất là ok luôn, rất sáng các bác nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho con đèn học chống cận như này. Công suất của nó sẽ là 2W đến 10W nhá. Ánh sáng của nó là 4.000 đến 4.500K, là một cái dòng ánh sáng phổ thông, rất sáng luôn các bác này. Đấy. Và có cảm biến bật tắt nhá, có cảm biến bật tắt và có cả cái khay ở đây để các bác đựng bút vào đấy, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đấy. Đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100k cho con 100k cho con đèn học chống cận như này, có cả cáp sạc cáp trước đầy đủ cho các bác luôn. Có dây cáp sạc các thứ đầy đủ, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, rất tiện ích cho các bác luôn. Đèn học chống cận. Đấy, lên cho em là đèn học chống cận này. Đèn học này. Đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái đèn bão quạt nhá. Đèn bão quạt, con này thì nó là vừa là đèn bão và vừa là có cả quạt luôn. Đấy, đề phòng khi mà mưa gió bão bùng này, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời này, kéo lên phát sáng trưng luôn nhá. Đấy, và có cả quạt luôn. Quạt thì rất là mát các bạn. Đấy, quạt rất là mát luôn các bạn. Đấy. Các bác nghe cái tiếng gió nó kêu là các bác biết rồi. Và thời gian mát của nó thì từ 3 đến 5 tiếng. Thì nhà mình có người già hoặc trẻ em khi mất điện các bác dùng rất là ok. Hoặc là khi nào hết pin thì các bác có thể lắp thêm pin con thỏ vào đây nhá. Lắp thêm pin con thỏ nhỏ vào đây cho em. Đó. Mất 3 của pin con thỏ nhỏ nữa thì các bác có thể dùng tiếp được khi mà nó hết pin năng lượng, hết pin tích. Thì nói chung là nó rất là đa di năng cho các bác luôn. Một con đèn như này nhá. Đấy, có quai sách quai cầm đàng hoàng nhá. Có quai sách quai cầm như này rất là tiện. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con đèn bão quạt này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn bão quạt đây. Để này ăn cơm ăn nước rất là tiện. Có pin năng lượng mặt trời cho các bác luôn. Và con này nó sẽ có sẵn dây cáp sạc như này, về nhà các bác chỉ cần cắm sạc vào cho em là xong. Đấy, cắm sạc vào cho em là xong nhé, rất là tiện luôn. Đèn bão quạt, giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho một con đèn bão quạt như này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá, đèn bão này. Quạt giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn bão quạt như này. Con này cũng có sử dụng pin năng lượng mặt trời cho nên nó rất là tiện dụng cho các bác khi mà các bác sử dụng trong gia đình nhà mình. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi tưới cây tăng áp bằng đồng này. Đấy, đây nó sẽ là một đầu vòi và ba đầu kết nối như này. Giá thì chỉ có 50k thôi nhá, 50k. Nên cho là vòi tưới cây tăng áp bằng đồng. Đấy. Về nhà thì các bác có những cái đầu để các bác kết nối với nguồn nước này và nó sẽ chia ra là xịt thẳng này, xịt hoa sen và xịt tưới cây này. Đấy, rửa xe và các đầu kết nối như này nhá, rất tiện ích luôn. 50k cho cái vòi tưới cây như này. Nhà bác nào cũng có nguồn nước, cũng có đầu vòi để tưới tắm các thứ thì dùng nó rất là tiện. Rồi, ok. Hello chào các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi, các bác cứ yên tâm mua hàng thôi. Rất đơn giản, thì có 200.000 trở lên đã bao ship cho các bác luôn. Đó, bên em ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đây các số hotline của bên em này. Nay thì bên shop cập nhật một số mã hàng mới này. Đấy, bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu kéo của Nhật này. Đấy, mẫu này thì nó sẽ cao cấp hơn một chút nhá. Mẫu này cao cấp hơn một chút, đấy, hộp đựng các thứ đàng hoàng. Rất là đẹp luôn. Đó, đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy, con này thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đầu có đai điếc đàng hoàng các bác này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Con này là thép SK5 không gỉ. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, thức ăn đều ok hết nhá. Thép SK5 như này đó. Thì bên shop về cho các bác nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu kéo vàng thường và một mẫu kéo vàng dòng cao cấp đây. Đấy, thì có hai mẫu như này thì em sẽ lên cái này thì nó sẽ là kéo bếp vàng rồi. Con này thì em sẽ lên nó khác tên đi một chút. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia nhá. Đấy, nó có cái chức năng là khui bia này, đấy, khui bia này, cắt gà này và
mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, rồi đánh vảy cá này, rất là đa di năng luôn. Một con kéo cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Cắt thì cực kỳ là ngon luôn con này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các theo. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Đó, các cái dây bóng dài mỏng như này cắt được hết nhá. Rất là ngon cho các bác luôn này. Đấy thì hàng của Nhật đây, Japan các bác này. Đấy, thép SK5 không gì. Nó có cái chức năng khui bia ở đây cho nên là các bác lên cho em là kéo khui bia. Giá sẽ là 75k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo khui bia. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là kéo khui bia này. Kéo khui bia. Đấy, kéo khui bia giá của nó sẽ là 75k nhá. 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Giá của nó sẽ là 75k. Con này thì dùng thì cực kỳ chất rồi các bác này. Đấy, cực kỳ chất cho các bác luôn. Thép SK5 không gì nhá. 75.000 cho con kéo khui bia như này. Ngoài ra thì bên shop có cái con kéo này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 35.000 cho một con kéo bếp vàng này thôi. Hàng này nó cũng là hàng của thương hiệu của Japan, của Nhật đây. Đấy, và thép SK5 không gì nhá. Cái này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Đấy, nó đựng trong một cái vỉ như này các bác này. Đấy. Lên cho em là kéo bếp vàng. Con này thì giá của nó sẽ là 35.000 nhá. Kéo bếp vàng này cũng đều là hàng của Nhật nhá. Đó. Kéo bếp vàng, giá của nó sẽ là 35k nhá. Đấy, con kéo bếp vàng này thì sẽ là 35k. Đó, 35k cho mỗi em kéo bếp vàng như này. Còn con này các bác lên cho em là kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Giá sẽ là 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn các bác lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn. Đấy, lên cho em là bóng tròn. Bóng tròn. Con này thì nó sẽ là một cái dòng có tích điện cho các bác luôn, có tích điện đây. Đấy, công suất mặc định của nhà sản xuất là 120W nhá, 120W và có tích điện các bạn. Đấy, có 3 chế độ sáng này. Có chân sạc của các bác luôn. Các bác có thể dùng chân sạc này và có cả điều khiển luôn nhá. Điều khiển đây, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy thì một cái con đèn tròn như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. 80.000 trong cái đèn tròn như này thôi. Đấy, dung lượng pin của nó thì sẽ là 2500 mAh này, 2500 mAh. Hàng thì nó sẽ là một đèn như này. Con này thì có pin năng lượng mặt trời luôn. Đấy, có sạc năng lượng mặt trời các bác này. Đấy. Và công suất mặc định của nhà sản xuất là 120W luôn. Rất sáng quá nhá, rất sáng. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Và có nhấp nháy nhá. Đấy, nhấp nháy cảnh báo quá này. Rất là an toàn luôn. Thì các bác có thể dùng thì mình sử dụng các cái công việc đều rất là tiện. Đặc biệt là các bác đi ngoài đường này, hoặc là sử dụng ở nhà ăn cơm, ăn nước. Thì chỉ cần treo lên này cho em là xong. Đó, có sạc năng lượng mặt trời luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đấy, đèn tròn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên mã giúp cho em là bóng tròn nhá. Bóng tròn. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Các bác lên cho em là bóng tròn này. Đó. Bóng tròn. Giá của nó sẽ là 80k cho một cái bóng tròn như này nhá. 80.000 cho một cái bóng tròn như này thôi. Đó, bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng có nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là keo đa năng này. Đấy, đây nó sẽ là một cái lọ keo đa năng xanh như này các bác nhá. Keo đa năng xanh như này. Con này thì được dán được mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Đấy, lên cho em là keo đa năng xanh. Keo đa năng xanh này. Đó. Keo đa năng xanh. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k trên một típ như này thôi. 20.000 cho một típ như này. Và lấy từ 3 típ trở lên thì bên em sẽ tính cho các bác với giá là 50.000 nhá. 50.000 cho 3 típ keo như này. Con này thì rất là đa năng luôn. Các bác có thể dùng trên để gắn tất cả các chất liệu đều ok hết nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Giới thiệu với các bác một lọ keo thay thế đinh vít. Chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này. Dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc về loại keo này thì không phải bán nữa các bác ạ. Các bác bấm mua dưới góc trái màn hình nhá. Giới thiệu với các bác một lọ keo thay thế đinh vít. Chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này. Dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc về loại keo này thì không phải bán nữa các bác ạ. Các bác bấm mua dưới góc trái màn hình nhá. Đó, giới rất dính cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó là dòng khóa đặc biệt và rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng. Rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần là sử dụng là khi mà mình sử dụng bình thường thì nó sẽ là một cái khóa bình thường nhá. Và khóa của nó là khóa rãnh chìa này thì rất là tiện ích luôn các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là mở này cho em. Đấy, thì khi mà các bác đóng mở bình thường thì nó sẽ là một cái khóa bình thường như này. Khi mà các bác đảo chiều như này thì nó sẽ hú này. Đấy các bác nhá. Đấy. Có thấy không? Đó. Đấy. Và nó sẽ hú rất là lâu. Đấy, thấy chưa? Có thấy không? Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy các bác thấy không?
tức là có người chạm vào là nó sẽ kêu. Thì nó rất là tiện ích khi mà các bác muốn dùng tính năng chống trộm đúng chứ, thì con này nó rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 80k cho một cái ổ khóa chống trộm này thôi. Chỉ có 80.000 thôi các bạn. Đấy, khá là tiện ích cho các bác sử dụng. Mình có thể sử dụng lâu dài và có tới 3 chìa liền nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm. Rất tiện ích luôn. Giá chỉ có cho các bác là 80k cho một cái ổ khóa chống trộm này thôi. Thì các bác cũng nên sử dụng nó khá là phù hợp trong cái điều kiện sử dụng mà khi mà mình đi ra ngoài mà cần phải có chức năng là còi hú cảnh báo chống trộm thì các bác dùng con này chị em rất là tiện luôn đó. Nên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm này, khóa chống trộm, khóa chống trộm. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k nhá, 80k cho mấy em khóa chống trộm như này, rất tiện ích luôn. Con này thì các bác nên dùng. Đấy, rất tiện ích và rất phù hợp với công năng và nhu cầu mục đích sử dụng các bác nhá. Đấy, khóa chống trộm 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Đấy, Cúc Cu của Hàn Quốc này, công suất của nó thì nó sẽ là 1500W này. Đấy, 2,5 lít nhá. Đấy, 1500W và 2,5 lít. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Đây. Đấy, nó sẽ là một con ấm như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một con ấm Cúc Cu như này nhá. 130k. Đây các bác giải ra cho em này. Đấy, bên trong của nó này, đấy, inox sáng bóng đẹp nhá. Bên ngoài thì bằng nhựa, bằng nhựa chống nóng nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Đây. Đấy, hàng của thương hiệu Cúc Cu này, 220V này, 1500W và dung tích của nó sẽ là đây. 2,5 lít thao thoải mái các bác sử dụng luôn. Đây cái đế của nó đây các bác này. Rất dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, một con ấm siêu tốc như này. Có lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000, rất hợp lý cho các bác luôn. Hàng thương hiệu Cúc Cu này thì khá là phù hợp cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày, đun nước, đun nôi rồi pha trà rồi đun nước tắm như tiếp. Rất ok. Lên cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc giá sẽ là 130k cho một em. Đấy, 130.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Chống giật bình nóng lạnh thì con này bên shop sẽ bán theo combo. Các bác phải thay cho cả kết nối vào cả hai dây luôn. Giá sẽ là 40k trên một chiếc nhá. 40k trên một cái. Đấy, 40.000 trên một cái như này. Chống giật nóng lạnh rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Là cái bình nóng lạnh này, máy cũ hay là máy mới? Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định phải lắp đặt. Cách cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần tháo đường ống vào và ra của máy nước nóng, vít trực tiếp van chống điện này vào. Nó có thể bảo vệ sự an toàn cá nhân của chúng ta rất tốt. Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà để đảm bảo an cát chống giật cũng sẽ nhảy nhé. Tâm quyền Trung Quốc. Để đảm bảo an toàn phòng chống điện giật và cháy nổ thì anh em. Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn wifi nhé. Con này thì giá chỉ có 130.000 trong con đèn wifi này thôi. Một đèn và một cáp sạc cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện này. Đấy. Hàng của Đức, xuất sang Nhật này, made in Germany các bác này. Đó, con này dùng rất là ngon cho các bác luôn. Đấy, đây. Đầu của nó này, đây. Ở đây thì nó sẽ là một con đèn như này. Đấy. Pha của nó thì khá là giỏi luôn nhá. Pha của nó khá là giỏi luôn các bác này. Đó. Và con này thì cái pha của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Pha của nó bằng hợp kim, rất là giỏi cho các bác luôn. Các bác thấy không? Đó. Pha rất là ngon nhá. Đấy, pha rất là gọi, các bác có thể tùy chỉnh pha này. Rất là ngon luôn. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cảm biến nhá. Đây. Các bác cứ gạt qua này nó sáng này, gạt qua này nó tắt này. Rất tiện luôn. Đó các bác thấy không? Đây. Đấy, rất tiện nhá. Pha của nó thì cũng khá là giỏi luôn và rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang đây, đèn rất là sáng luôn các bác này. Đấy, đèn rất sáng luôn các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đoàn đèn wifi nhá. Có dây đeo dây điếc cho các bác đàng hoàng luôn. Đấy, có dây đeo dây điếc đàng hoàng, có báo pin nhá. Đấy, có sạc vào và có cả sạc ra cho điện thoại luôn. Có sạc vào sạc ra cho điện thoại đầy đủ. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con đèn wifi như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi này. Đèn wifi giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con đèn wifi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhá. Cái tô vít vạn năng, con này thì rất là tiện. Giá chỉ có 80.000 cho con tô vít vạn năng này thôi. 80.000 các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là tới 8 đầu tô vít này. 8 đầu tô vít như này. Đấy. Thì các bác dùng nó rất là sướng, mình dùng một con tô vít như này to nhỏ lớn bé, dẹt tròn ba khe đều được hết nhá. Đấy, các bác không cần phải quá nhiều chi tiết làm gì cả, không cần phải dùng quá nhiều thứ. Đấy, mang đi một cái tô vít loằng ngoằng các bác có thể dùng để làm thợ làm nghề sửa chữa. Và đây nó sẽ có một cái đầu đèn nữa này, các bác về lắp pin vào. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em. Đó là đèn
tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít đa năng. Tô vít đa năng, đấy, tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng giá sẽ là 80k nhá. 80k cho con tô vít vạn năng như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Con này thì rất phù hợp và tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây các bác nhá. Đó, rất vui, trân trọng cảm ơn quý bác. Anh chị đã quan tâm đến shop theo dõi ủng hộ như là mua các mặt hàng của bên em. Đó thì các bác lưu ý cho em là đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. 100, 700, 800, 900 thì các bác cứ làm tròn lên cho em là 200 là được. Đó. Còn dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 để ship nên em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là của Nhật và một mẫu là của Hàn. Dòng của Hàn Quốc này thì chuyên là làm trắng răng nhá, tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93% và con này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Đấy, giá sẽ là 40k nhá. 40k trong lọ kem đánh răng Hàn Quốc chuyên làm trắng răng. Đấy, con này thì thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn, thị phần bán của nó là số 1 Hàn Quốc luôn nhá. Và chuyên làm trắng răng không nhá. Đấy, bác nào mà răng ố vàng rồi răng xỉn, răng bị ố vàng lâu năm thì các bác cứ dùng cái này cho em một liệu trình là từ 2 đến 3 hộp là sẽ khỏi hết luôn. Đấy, chuyên chống viêm ố răng không nhá. Đây, hàng made in Korea này, made in Korea. Giá sẽ là 40k nhá. Con này thì đợt này hàng nó sẽ về cao hơn một chút nhá. 40 thì đợt này về nó sẽ là lại là 50k nhá. 50.000. 50.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc giá sẽ là 50.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là hàng kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, con của Nhật này thì nó sẽ là dòng chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đây, đấy, nó sẽ là màu đỏ này. Tinh chất của nó là tinh chất gạo Nhật và hàng của thương hiệu Sunstar này. Sunstar này thì các bác biết rồi, nó là một thương hiệu nổi tiếng của Nhật luôn. Hai cái mẫu này thì nó đều không có niêm phong đâu nhá. Đấy, hàng nó sẽ không có niêm phong các bác. Đấy, và nó sẽ là hàng trực tiếp không có niêm phong. Còn về nhà các bác lại bảo là xé mất niêm phong thì nó không đúng. Đấy. Và con này thì sẽ là 70.000. Con đánh răng của Nhật này thì nó rất là thơm các bạn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy. Giá thì sẽ là 70k nhá. 70k cho lọ kem đánh răng Nhật như này. Dung tích của nó sẽ là 120g. 120g các bác này. Đấy. Hàng thì nó cũng là hàng made in Japan này. Đấy, 170g nhá. 170g. Hàng made in Japan, về nhà các bác lấy chữ Google dịch cho các bác dịch này. Chữ này của nó sẽ là chữ made in Japan, 170g. Đấy, còn con này của nó thì sẽ là 120g nhá. 120g. Con của Hàn Quốc này sẽ là 120g. Đó, 50.000. Con của Nhật này là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ khẩu này. Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Con này thì dòng này là 12 chi tiết. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới thì các bác anh chị cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu từ 8 đến 24. Bây giờ nếu các bác ra ngoài cửa hàng các bác mua nguyên một cái tay công như này nó sẽ bán cho các bác khoảng 100 đến 120 nghìn. Đây mà các bác mua cả một cái bộ khẩu đầy đủ các chi tiết như này cho em. Đó. Đây là tay nối dài này, tay nối dài đây các bác này. Đấy, và một tay công này, các bác này. Đấy, tay công đây. Hàng thì của nó sẽ là hàng mạ chrome nha. Đấy. Hàng mạ chrome cho các bác luôn, sử dụng thì cực kỳ là yên tâm luôn. Đây các bác này. Đấy, có tay xoáy nhanh, tay đảo chiều, hàng mạ chrome cho các bác luôn. Đấy. Đây các bác có thể lắp trực tiếp này. Đấy, các bác có thể lắp trực tiếp vào đây. Đấy. Lắp trực tiếp ở đây mình sử dụng này. Đấy, hoặc là qua tay công này, có đảo chiều luôn nhá, có xoay nhanh, có đảo chiều luôn. Bây giờ các bác ra cửa hàng mua nguyên một con này thôi, giá của nó đã phải là 100, giá của nó sẽ là phải là khoảng mua một tay công này nó sẽ vào khoảng 120-150 rồi. Đấy, thế mà cả một cái bộ combo như này bao gồm cho các bác là 12 chi tiết nhá. Đấy, 12 chi tiết. Giá bên shop đang gửi cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Khẩu 12 160k nhá. 160.000 cho khẩu 12 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Bộ V46, bộ này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là khoảng từ 40 đến 46 chi tiết nhá. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này. Đấy, đầu vít này rồi là đầu khẩu này. Đầu vít, đầu khẩu từ 4 đến 14 này, rồi đầu công, đầu kiếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Chọn bộ như này mà giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000. Nguyên cái đầu vít này các bác đã có cho các bác là 22 đầu vít rồi. Đầu vít này thì các bác có thể sử dụng trực tiếp cái tay tô vít này để các bác lắp vào mình sử dụng này. Đấy, nó sẽ là lẫy bi, lắp trực tiếp cái này và sử dụng này. Hoặc các bác có thể dùng cái tay xoáy nhanh này, đây. Tay xoáy nhanh các bác này. Đấy, dùng cái tay xoáy nhanh này. Đấy, con này cũng có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là đầu công này. Đấy, đầu công như này. Nói chung là con này đa di năng lắm, các bác lắp vào đâu cũng được, sử dụng vào đâu cũng được, rất là tiện luôn. Đó.
và có cả cái tay ngoắt nghéo này để các bác luồn vào các cái vị trí khó này, tay ngoắt nghéo này để đưa vào các vị trí khó nữa. Đó, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Bây giờ các bác mua một cân tô vít bình thường cũng đã 101 rồi. Đấy. Thế mà đây cả một cái bộ vít như này có cả đầu khẩu nhá. Đấy, đầu khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt rất là ok. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Lên mã giúp cho em là bộ V46, giá sẽ là 130.000. Đấy, có tí ship hàng. Lên cho em là V46 nhá. Đỡ bạn chưa? V46 130k. Đấy, 130.000 cho bộ V46 này. Một cái bộ vít đẹp tuyệt vời như này chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì hàng của thương hiệu Kabushi Japan của Nhật này. Đấy, rất là nhiều các cái đấy, của nó hàng Kabushi Japan của Nhật nhá. Toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 101 nhá, 110.000, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Rất đẹp tuyệt vời cho các bác luôn. Cắt ống nước cực kỳ là ngon, bác nào dùng để làm thợ làm nghề hoặc sửa chữa lặt vặt ống nước như trong gia đình thì nên có một con này, mua một lần dùng cả đời. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo 42 nhá. Đấy, kéo ống 42. Đấy, cắt được từ ống 42 trở về em lấy tên luôn kéo ống 42, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho một em kéo ống 42 như này, siêu tiện dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng nhá. Đấy, giá trị thì chỉ bằng một bát phở, nhưng mà giá trị mua thì chỉ bằng một bát phở, nhưng mà khi các bác sử dụng thì nó sẽ là bằng cả một cái bệnh viện Bạch Mai luôn. Đó, tại vì khi các bác bị bệnh mà ốm thì đi bao nhiêu tiền cũng hết. Đấy, nhưng cái này thì nó sẽ là phòng bệnh cho các bác rất tốt luôn, đặc biệt là mùa đông miền Bắc này thì lạnh, thì các bác dùng cái này cho em rất là tốt nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm là 50 miếng dán và 50 gói thuốc. Đấy, thì các bác dùng cho em trong vòng là 25 lần. Đấy là dùng hai chân. Đấy, và giá thì chỉ có 40k bằng một bát phở thôi. Đấy, miếng dán thải độc cực kỳ là tốt luôn, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp 50 miếng dán thải độc như này, bằng đúng một bát phở Hà Nội luôn. Tê mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn, già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Ở đây có cô bác anh chị nào như em không ạ? Do tính chất công việc phải đứng và đi lại nhiều, dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn, già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đó, rất là tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chảo ốp la nhé. Các bác lên cho em là chảo ốp la. Ở đây thì nó sẽ có sẵn ốc và cái quai bằng nhựa chống nóng rồi. Các bác lắp vào đây cho em xong này. Ở đây thì nó sẽ có là tráng đá chống dính cực kỳ là an toàn luôn, tiêu chuẩn của Mỹ nhá. Đó, đây tráng đá chống dính rất an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con chảo ốp la như này. Các bác buổi sáng này mình ví dụ như nhà có 4 người, các bác cho chảo lên bếp này. Đấy, mình đun lên. Đó, và tráng 4 quả trứng nhá. Đấy, 4 quả trứng chẳng hạn thế, rất tiện ích luôn. Hoặc các bác có thể dùng để làm bánh này, làm bánh làm biếc cũng rất là ok. Bên mã giúp cho em đó là chảo ốp la nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái chảo ốp la như này thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một con cốc tự khuấy như này. Con này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 300 gần 400 ml nhá. Đấy, dung tích của nó chính xác là 380 ml, rất là to luôn. Ở đây thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy. Thì các bác chuyên dùng để mình pha cà phê rồi pha trà rồi nói chung là các loại thức uống mà cần phải nguấy thì các bác cho vào, lắp pin vào cho em là xong. Khi rửa thì các bác tránh nước vào cái phần đít này là xong nhá. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện ích, ví dụ buổi sáng các bác dùng ly cà phê
Đấy, các bác cho trực tiếp vào đây cho em. Đó, vừa có nắp đậy giữ nhiệt tốt nhá, và rất là tiện ích luôn. Chỉ cần khuấy lên như này cho em là xong này. Đấy, bật này. Ở đây nó sẽ có cái hạt nam châm này, có cái hạt nam châm từ trường này. Đấy, bỏ vào là nó sẽ khuấy cho các bác và rất tiện ích luôn. Nắp có gioăng nhá, nắp có gioăng bưng bê cực kỳ là an toàn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k cho một con cốc tự khuấy như này nhá. Đấy, lên mã giúp em đó là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90.000 cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k một em nhá, 90k một em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn tắm của Hàn Quốc, dung tích của con này sẽ là chiều rộng của nó là 70, chiều dài là 1m4, to như cái bàn luôn các nhá. Đấy, to như cái bàn luôn đây các bạn. Đấy, 70 1m4, hai mặt, một mặt bông mịn, một mặt bông thô. Giá thì cực kỳ hạt rẻ, chỉ có 40.000 thôi. Bây giờ các bác đi mua một khăn mặt thường ở ngoài cửa hàng cũng đã phải mất đi là 10 20.000 rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm to đại choác này. Hàng thì của Hàn Quốc, chất liệu sợi bông thì cực kỳ tuyệt đẹp luôn. Đó, mềm mịn, thấm hút nước rất là tốt luôn. Và cái giá thì bên em đang thanh lý tri ân gửi tới các bác, cái giá chỉ có là 40k thôi. 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, giá thì cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất hợp lý rồi. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với là 140 cm. Giá sẽ là 40k trên một em nhá. 40.000 trên một em. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ rổ đây. Lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá, rổ vuông. Con này thì hàng nhựa Việt Nhật này. Đấy, không cần phải bàn nhiều. Đây, như này là các bác xem thực tế luôn nhá. Đấy, thực tế luôn chứ không phải bàn làm gì cho nó mệt này. Đấy các bác thấy không? Đấy, chất liệu nhựa của nó khỏi phải bàn luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này nhá. Lên cho em là rổ vuông, giá sẽ là 90k. Rổ vuông này, đó, rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90k một bộ như này. Bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi luôn. Ở đây nó sẽ có 3 đôi. Cứ một chậu một rổ, một chậu một rổ, tức là 6 chi tiết nhá. 6 chi tiết 3 đôi. Đấy, 3 đôi. Này mà các bác dùng để ăn rau ăn dạ thì nó rất là tuyệt vời luôn. Đấy, rau sống, rau xiếc rồi nói chung là đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết. Nhựa nguyên sinh, an toàn. Đấy, các bác không đựng đồ nóng là được, còn đồ lạnh rồi thực phẩm các thứ ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ba lô du lịch nhá. Ba lô du lịch thì bên em có hai mẫu, một là cái này thì nó sẽ là một cái dòng ba lô các bác lên cho em đó là ba lô tím nhá, ba lô tím này. Đấy, con này sẽ là ba lô tím này. Con này thì sẽ là 100 mấy nhỉ, các bác lên cho em là ba lô tím nhá, giá sẽ là 120.000 đó cho một con ba lô tím như này. Con này thì nó sẽ có một cái ngăn phụ ở đây này, một ngăn phụ bên hông này, căn bên này thì để các bác bỏ giày này, bỏ giày dép vào đây này. Đấy, bỏ giày dép vào đây, bỏ giày dép vào đây cũng rất là tiện luôn. Đó, đây, ở đây thì các bác bỏ giày dép vào đây chưa, nó rất là tiện nhá. Đấy, rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy, cái ngăn này các bác bỏ giày vào đây nhá, bỏ giày dép vào đây rất ok luôn. Và bên trong này thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn to nhá, một ngăn to như này. Đấy, một ngăn to như này, và có một cái ngăn nhỏ chống nước luôn, ngăn nhỏ có dây bóng chống nước nhá. Đấy, dây bóng chống nước như này. Các bác lên cho em là bao lô tím nhá, giá sẽ là 120.000. Đó, 120.000. Và tiếp theo thì con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 45 cm, chiều cao là 25 cm, và chiều rộng cũng vào khoảng là 20 cm. Bao lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop có cái bao lô da nhé. Đấy, bao lô da. Đấy, chất liệu của nó thì bằng da như này. Đấy, con này thì cũng chỉ có 125.000 thôi. Con này thì nó dài hơn một chút, chiều dài của nó thì vào khoảng là 50 cm, còn con này thì nó sẽ là 45 cm. Đấy, một con bằng vải và một con bằng da. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bao lô da nhé. Đấy, nó cũng có cho các bác là một cái ngăn phụ đây, một cái ngăn phụ bên hông này để các bác để giày dép vào đây. Đấy, một cái khuy như này để các bác sọc vào cái vali kéo này. Và bên trong thì nó sẽ là một cái ngăn to, một ngăn to như này, và một ngăn to này thì cũng có hai ngăn, một ngăn phụ linh tinh và một ngăn có túi bóng để các bác chứa đồ. Đấy, đây, rất tiện ích nhá. Con này thì các bác lên cho em là bao lô da đen nhá, bao lô da đen. Đấy, bao lô da đen như này. Đấy, giá thì sẽ là 125.000. Một con thì sẽ là 120 là bao lô tím, còn con này thì các bác lên cho em là bao lô da đen. Đấy, giá sẽ là 125.000. Hai cái mẫu ba lô của bên em rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, thì các bác có thể mua về để mình đi du lịch. Đấy, du lịch rồi hoặc là đi đâu đó thì rất là tiện. Đấy, đi công tác. Đấy, con này thì nó chất liệu bằng vải nhá. Vải bóng nhá, vải bóng chống nước này. Đấy, vải bóng cũng chống nước luôn. Con này thì các bác lên cho em là bao lô da đen. À, bao lô tím, giá sẽ là 120.000 cái bao lô tím như này. Đó, bên em có hai cái mẫu ba lô như vậy. Để các bác sử dụng thì các bác tùy theo thích cái nhu cầu của cái dòng nào thì các bác cứ lên mã thì à. Đấy, con này thì lên cho em là ba lô tím này. Đó, ba lô tím, ba lô tím nhá, giá sẽ là 120k, 120.000. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là ba lô đen đi, ba lô đen. Đó, ba lô đen nhá,
ba lô đen, giá sẽ là, hoặc ba lô du lịch da đấy, trước em lên ba lô du lịch da, giá sẽ là 125k, hai con chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Rồi ok các bác. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại cập nhật các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, bên shop về ngập tràn các mã hàng để phục vụ các bác. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, cân nhắc trước khi mua hàng, bên em ship code toàn quốc luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã dao bán rời từng chiếc, từng con một ở bên em. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái con dao gọt thai các bác này. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt thai. Con này thì hàng của thương hiệu Wattbo. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đây, một con dao gọt thai như này. Siêu bén luôn. Đấy, con này có thể dọc được cái giấy bóng dai này là các bác biết rồi này. Đấy, tức là nó dòng nó rất là bén luôn. Wattbo Japan con này. Đó. Con này thì chiều dài của nó là 20cm. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. 80.000. Đó. Các bác lên cho em là dao gọt thai, giá sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao gọt thai này. Đó, gọt thai, giá sẽ là 80k cho một con dao gọt thai như này nhá. 80.000 này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Con dao gọt của Đức này. Dao gọt của đây. Con này thì các bác lên cho em đó là, theo thì bên shop về cho bác cái con dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng 3 chấm như này. Nên các bác lên cho em là gọt 3 chấm nhá, gọt 3 chấm. Giá thì sẽ là 70k. Con này thì nó cũng tương tự như con gọt của Đức thôi, nhưng mà con gọt Đức thì em hết mất rồi. Đấy, cho nên các bác lên cho em đó là dao gọt 3 chấm nhá. Đấy. Gọt 3 chấm này, giá sẽ là 70k, nó cũng bằng con dao gọt của Đức nhá. Thì các bác có thể lấy con này cũng được. Con này thì nó sẽ dài hơn cái con gọt thai này một chút này, dài hơn con gọt thai này một chút. Đây, nó sẽ như này. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, tùy theo các bác thôi. Con này thì sẽ là 80.000. Đấy, con gọt thai này thì sẽ là 80.000. Còn con gọt 3 chấm này thì giá của nó sẽ là 70.000 thôi. Gọt 3 chấm này của nó sẽ là 70.000. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, đây. Rất bén luôn các bác theo. Đó. Rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, dao rất là bén luôn. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho con gọt 3 chấm như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao con dao chặt hoa này. Đấy, chặt hoa thì em chỉ còn một con thôi. Con này bao nhiêu đấy? 150 à? Con này là các bác lên cho em là dao chặt hoa nhá. Con này thì nặng khoảng 3-4 lạng, em đang bán là 150.000. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130k nhá. Đấy, chặt hoa 130k này. Đấy, 130.000 cho con dao chặt hoa như này. Đó, con này thì ra lấy cho anh cái thước đây xem. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là nguyên cái phần lưỡi này vào khoảng là 20cm, phần cán này là 10cm là 30cm nhá, tầm khoảng 30cm. Đó, 30 trên 30cm một chút. Con này thì dùng để chuyên để thái chặt rất là ngon luôn. Đấy, chặt nhẹ cái thứ rất là ok. Đây, em chỉ có một con thôi, còn có một con thôi. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 130.000. Đây. Đấy, dài 30cm luôn. Đấy, lưỡi gần 20cm. Lên cho em là chặt hoa nhá, thanh lý nốt một con 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là con dao các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá, dao chặt đứt. Con này thì nó cũng vào khoảng là 4-5 lạng. Đấy, 4-5 lạng. Dòng dao thì cực kỳ là đầm dao luôn. Đây, hàng made in Germany này. Đó, giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000 cho con dao chặt đứt như này, siêu bén luôn các bác này. Đấy, con này thì khoảng 4-5 lạng. Con này thì các bác chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, thực phẩm thức ăn thoải mái luôn. Đấy, hàng liền thân nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, chuyên dùng để băm chặt thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, con này thì đầm dao lắm, các bác chặt thoải mái luôn các bác. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chặt đứt nhá, chặt đứt. Con này thì giá sẽ là 150.000. Đấy, 150.000 cho một con dao chặt đứt như này, giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là cái con dao cai các bác này, dao cai. Con này thì sẽ là 120.000 cho một con dao cai như này các bác này. Đấy, nó sẽ là dòng dao thái các bác, một cái dòng dao thái này, dao thái như này các bác này. Lên mã giúp cho em là dao cai nhá, giá sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Con này thì cái phần lưỡi của nó thì sẽ là 17cm và tổng thể chiều dài là 30cm này. Đấy, lưỡi 17cm. Và bản của lưỡi là 5,5cm. Giá thì sẽ là 120.000 nhá. Đấy, 120.000. Dao thì rất là bén các bác này. Đấy, đây. Dao thì nó cũng là dòng dao siêu bén rồi các bác nhá, dòng dao siêu bén rồi. Con này chuyên để thái này, hàng của thương hiệu Kai đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao cai nhá. Con này sẽ là 120.000 cho con dao cai như này. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái lỗ này. Đấy, con dao thái lỗ thì nó cũng tương đương như con dao cai thôi, nhưng bản nó to hơn một chút. Đấy, con này thì sẽ là 125.000 nhá, 125.000. Đấy, dòng rất là bén luôn con này, rất là bén luôn nhá, coi theo, rất bén luôn. Đó, con này thì phần lưỡi của nó sẽ là 18-19 cm, lưỡi 19 cm, bản của lưỡi là 7 cm, và chiều dài của nó cũng là 30. Đấy, thì con dao cai và con dao thái lỗ này thì nó tương đương nhau. Đó, tương đương nhau như này. Con cai này thì sẽ là 120.000 và con thái lỗ này là 125.000. Đây. Đấy, hai con đều là cán gỗ hết nhá. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Con dao thái lỗ này, đây nó có cái lỗ này, em gọi nó là thái lỗ, sẽ là 125.000, còn dao cai này là 120.000. Đấy, tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá thì cũng na ná như nhau, nó lệch nhau một chút nhưng mà kiểu giá nó khác nhau. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao đó là con dao con này là con gì nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Made in Germany này. Đấy. Con này của nó thì chiều dài của nó khá là dài luôn. Đây. Dài, dao cũng rất là bén. Con này thì các bác có thể dùng để băm thái chặt băm thái rồi phi lê đều được hết nhá. Nó rất là bén luôn. Đây. Chiều dài của dao là lên tới 38 cm các bạn, 38-39 cm. Rất là dài luôn, 38-39 cm. Phần bản lưỡi rộng nhất là 4,5 cm và chiều dài của lưỡi là 24 cm. Con này các bác dùng để bổ dưa hấu này. Đấy, bổ dưa hấu rồi thái rau này, lọc này, phi lê này, rồi nói chung là gọt hoa quả các kiểu con này đều được luôn. Đó, rất là dài. Con này thì các bác lên cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức bao nhiêu nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000 cho con dao Thái Đức này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức này. Dao Thái Đức giá sẽ là 130k nhá. 130k cho cái mã dao Thái Đức như này, 130.000. Tiếp theo thì bên shop còn mấy con dao lọc bao da nữa nhỉ. Đấy, dao lọc bao da. Con này bao nhiêu nhỉ? 130. Cũng 130.000 luôn nhá. Đấy, hàng thương hiệu Kai. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da, có phần tay cầm như này. Các bác có thể dùng để mình lọc này. Đấy, lướt dao rất là êm luôn. Giá thì sẽ là 130.000 cho một con dao lọc như này. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho em dao lọc bao da như này. Em này thì cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Rất bén luôn các bác. Rất là bén luôn. Và mình của dao thì rất là dày ạ. Mình dao rất là dày, các bác dùng để thái lọc thì rất là đầm tay luôn. Và nó có một cái bao da như này, các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng xong mình bỏ bao da, các bác có thể đeo vào thắt lưng để mình đi rừng, đi phượt hoặc là sử dụng rất là ok. Lọc bao da nhé, lọc bao da. Giá sẽ là 130k này, 130.000. Bỏ cho anh con dao chặt một cân ra đây. Chặt một cân nhé. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt một cân nhá, dao chặt một cân. Con này cân nặng là 1 kg các, 1 kg. Con này thì hàng này của nó thì miễn chê rồi các bạn. Đấy, chặt sắt chặt chiếc đều ok hết nhá. Đấy, em rất là nhiều video chặt sắt rồi. Cân nặng của nó là 1 cân nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt 1 cân. Đấy. Dao 1 cân này. Dao chặt 1 cân nhá. Đấy, dao chặt 1 kg, giá sẽ là 230k. 230.000 và bao ship tận nhà cho bác cho con dao chặt 1 cân này luôn. Đấy, cả hai con dao quát bồ nữa. Dao chặt 1 cân nhá. Con này nặng 1 cân. Đấy, hai con này nhọn bầu ấy. Con này thì chiều dài của nó sẽ là 33 cm, bản chiều cao là 11 cm và chiều rộng chiều dài của lưỡi là 22 cm các bạn. Đấy, con này dùng để băm thái chặt. Băm thái chặt thì rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì sẽ là 230.000. 230.000 cho con dao chặt 1 cân như này các bạn, 230.000. Tiếp theo thì lên shop về cho các bác sản phẩm đó là bộ ba dao cán gỗ này. Đấy. Bộ ba dao cán gỗ. Bộ ba dao cán gỗ cho các bác luôn thì ở đây nó sẽ có cho các bác là ba con dao. Đấy. Ba con dao như này. Giá sẽ là 260.000 cho ba con nhá. 260.000 cho ba con. Đấy. Thì các bác lên cho em là gọt gỗ này, đó. Gọt gỗ thì sẽ là 40k này. Đấy, thái gỗ sẽ là 80k và chặt gỗ thì sẽ là chặt gỗ sẽ là 180.000. Đấy, còn các bác mua lẻ như vậy, còn mua combo 3 con thì sẽ là 3 con sẽ là 260k và bao ship. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ. Bộ 3 dao cán gỗ nhá. Đấy, bộ 3 dao cán gỗ. Giá sẽ là 260.000. Đây. Đấy, nếu các bác mua cho em là combo là 3 con này. 3 con này thì sẽ là 260.000 các bác này. Đấy. Bao gồm một con chặt, con này từ 5 đến 7 lạng này. Đấy, một con thái, một con gọt. Combo cho các bác 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. Đó.
dao thì siêu bén rồi các bác này. Đấy, dao thì rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, rất là bén luôn. Hàng của thương hiệu Seki Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan các bác này. Đó. Con này sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Lên cho em là dao gọt gỗ. Con này sẽ là 40k này các này. 40.000 cho con dao gọt gỗ này các bác này. Đấy. Tiếp theo là con này sẽ là con thái gỗ này. Đấy. Con thái gỗ các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Đây, thái gỗ này, rất là bén luôn. Seki Japan. Con này thì sẽ là 80.000 nhá. 80k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thái gỗ 80.000. Đấy. Lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì một em nữa. Em này nó sẽ là em chặt gỗ, hàng made in Japan này. Đấy. Lên cho em là chặt gỗ nhá. Đó, chặt gỗ giá sẽ là 180k. 180.000. Mua lẻ thì như vậy, còn mua combo 3 con như này thì giá chỉ có 260.000 thôi. Đấy. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ này, hàng của thương hiệu Seki Japan. Cực kỳ chất lượng nha bác luôn. Mua 3 con 260.000, mua lẻ con chặt 180, con thái là 80.000. Đấy, con gọt. Đây, hàng thương hiệu Seki Japan này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là con dao. Các bác lên cho em đó là dao, con này là cái gì? Dao vuông nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Wattbo này, hàng thương hiệu Wattbo đây. Đấy, cùng với con dao gọt 2 đấy. Thì các bác lên cho em là thái vuông nhá, thái vuông. Đó, thái vuông. Nó có cái đầu hình vuông như này thì lên cho em là thái vuông nhá. Con này thì sẽ là 180.000 này. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đấy. Còn tiếp theo thì bên shop có cái con dao thái nhọn này. Đấy. Con này thì nó sẽ là nhọn như này các bác này. Đấy. Hai con thép trắng của thương hiệu Wattbo, thép trắng không gì nhá. Con này lên mã giúp cho em đó là thái nhọn này. Đấy, thái nhọn. Con này thì lưỡi nó nhọn, cái mỏ nó nhọn như này. Đấy, dọc giấy thì dòng này thì không phải bàn rồi. Dọc giấy thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc giấy rất là bén luôn. Đó các bác thấy không? Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông và thái nhọn nhá. Thái vuông và thái nhọn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con thái vuông này thì sẽ là 180 và con thái nhọn này là 175, và mua hai con này thì em tính cho các bác là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là mũi nhọn. Đấy, thì lên cho em con này nó sẽ là thái nhọn này. Đó. Con dao thái nhọn giá sẽ là 175k. Đó, 175.000. Đó. Còn tiếp theo là con dao thái vuông nhá. Đấy, con này là lưỡi nó vuông cho nên bên em gọi nó là thái vuông nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông này. Thái vuông giá sẽ là 180k. Đấy, 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đó, mua hai con là 350. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một mã đó là con dao chặt. Con này các bác lên cho em là dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Cũng của thương hiệu Wattbo luôn, thì các bác có thể mua combo hai con thái này và một con chặt như này. Con này thì tầm khoảng 3 đến 4 lạng thôi, nhưng mà vừa đầm tay lắm, đầm tay rất là ngon lành. Đấy. Thì con này kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là 29. Bản của nó là dày là cao là 9 cm và chiều rộng của lưỡi, chiều dài của lưỡi là 17 cm. Đấy. Dòng này thì nó cũng là một cái dòng gọi là siêu bén rồi các bác này. Đấy. Có thể là con này vừa thái vừa chặt được nhá, vừa thái vừa chặt được, rất là bén luôn con này. Đấy. Vừa thái vừa chặt rất là ok. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em là dao G49. Giờ G49 giá sẽ là 150k, đúng không? Lên cho em là dao G49 nhá. Dao G49 150k, hàng của thương hiệu Wattbo. Rồi, ok các bác, các cái mã dao của bên em. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ cho em 200.000 nhá. Còn dưới 200.000 thì các bác cố gắng hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 tiền ship mà thôi. Đó, phí ship thì bên em chỉ thu có 30.000 thôi, hàng nhiều hay hàng ít thì nó phí chung là 30.000. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái con máy đuổi chuột thông minh các bác nhá. Máy đuổi chuột thông minh. Con này thì giá chỉ có 35k thôi. Và về nhà các bác cắm trực tiếp vào dòng, lấy cho anh cái biển. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là máy đuổi chuột nhá. Đấy, máy đuổi chuột thông minh này. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Đó, lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k một chiếc. Đấy. 35k cho một con máy đuổi chuột như này. Con này rất tiện ích luôn. Đây, về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220V cho em.
chuyên đổi chuột đổi côn trùng đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bạn xem. Chiếc máy đổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Đó, con này rất là ngon lành đấy nhá. Giá thì chỉ có 35k cho một cái máy đuổi chuột này thôi. Các bác lên cho là máy đuổi chuột, con này thì rất là tiện ích rồi. Bây giờ thì nhà bác nào cũng có chuột, có côn trùng thì các bác cứ dùng con máy này cho em là ok. Đó, máy đuổi chuột, côn trùng, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái dòng sản phẩm nước hoa nhá. Đấy, nước hoa thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là hai cái dòng nước hoa cực kỳ là thơm và rất là được thị trường ưa chuộng nhá. Đó là nước hoa của Chanel và nước hoa của Gucci. Đó. Hai cái chai này thì đều có dung tích của nó là 100ml các bác nhá, 100ml các bác. Đấy. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 100 các bác lên cho em là nước hoa Chanel thì sẽ là 120.000 nhá, 120k cho một lọ nước hoa Chanel như này. Đó, còn nước hoa Gucci thì sẽ là 130k nhá, 130.000. Đó, các bác muốn lấy loại nào thì lấy, Gucci thì lấy mà Chanel thì lấy nhá. Dòng của Chanel này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Pháp này. Đấy. Made in France các bác này. Đó, Made in France, hàng của thương hiệu Chanel và sản xuất tại Pháp nhá. Đó. Còn con này thì nó sẽ là nước hoa của Gucci này, Made in UK này, hàng sản xuất tại Anh nhá. Đấy. Thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, hàng bóc siêu luôn, em cũng không có bóc ra đâu. Em để trực tiếp này em gửi cho các bác và em quay thì em cũng chỉ quay qua bên ngoài thôi nhá. Để cho khi các bác bóc hàng là nó nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhá. Nước hoa Gucci và nước hoa Chanel. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái mỏ hàn xanh các bác nhá. Mỏ hàn xanh. Thì con này công suất của nó sẽ là 150W. Đây nó sẽ là một con mỏ hàn cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một mỏ hàn và một cái phần đầu đẩy thiếc như này. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, Made in Japan đây. Sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 150W. Khi các bác cho cái cuộn thiếc vào đây nhá, là mình bóp là nó sẽ cái thiếc nó sẽ theo cái trục bé này và đẩy ra ngoài thì nó sẽ chạm cái đầu này, là các bác chỉ việc hàn thôi, nó rất là tiện. Giá thì sẽ là 130.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này nhá. Đấy, lên mã giúp em cho là mỏ hàn thiếc, hàng nội địa của Nhật đây, Made in Japan các bác. Đó, Made in Japan, hàng nội địa của Nhật, giá chỉ có 130k thôi. Các bác lên mã giúp em đó là mỏ hàn thiếc nhá, giá sẽ là, hoặc là mỏ hàn xanh, lên cho em là mỏ hàn xanh, giá sẽ là 130.000. 130.000 cho một em mỏ hàn xanh như này. Thì nói chung là con này thì nó có tính năng là đẩy thiếc tự động thì các bác dùng nó cũng rất là thích. Hàng nội địa của Nhật, Made in Japan các bác luôn. 130 à? Lên cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá sẽ là 130k. 130.000 cho cái mỏ hàn xanh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái cầm cho anh cái bộ gắp ấy ra đây. Gắp ba đĩa này. Đấy, thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gắp nóng nhá. Các bác lên cho em là gắp nóng này. Con này thì sẽ là bao nhiêu? 30.000 cho một con gắp nóng như này. Con này thì gọi là gắp nóng, còn các bác có thể dùng để chiên rán này, lật bánh mì, bánh rán, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó. Thì con này các bác gọi cho em nó là gắp nóng nhá, gắp nóng. Con này thì rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 30k cho cái gắp nóng như này nhá. 30k cho mấy cái gắp nóng như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã sản phẩm nó nhiều chi tiết hơn, đó là cái gắp bát đĩa nhá, gắp bát đĩa. Con này thì sẽ là 50.000 cái gắp, bộ gắp bát đĩa như này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái này thì nó sẽ là một cái miếng lót này, miếng lót để các bác lót bát, lót đĩa này, xoong nồi này. Cái này là các bác bắt bằng tay này, bắt bằng tay. Và đây là nó sẽ có hai cái gắp. Cái này thì các bác có thể dùng để kẹp bát, kẹp đũa này. Con này, cái này để gắp đĩa này, để gắp đĩa này. Đó, thì sản phẩm sẽ là một bộ như này, chọn bộ như này và 50.000. Lên mã giúp em đó là bộ gắp bát đĩa nhé. Bộ gắp bát đĩa giá sẽ là 50k cho một bộ như này. Bộ này thì rất là nhiều chi tiết để các bác có thể là mình
sử dụng thực tế luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Bộ găng tay kia nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicon chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicon cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Trước đây việc lấy đồ ăn mới hấp ra khỏi nồi đối với tôi là việc cực kỳ khó khăn vì nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicon chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicon cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Đấy, các bác lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 bộ gắp bát đĩa. Bộ gắp bát đĩa này. Đấy, gắp bát đĩa giá sẽ là 50k nhá, 50k cho một bộ. Còn cái gắp nóng thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng dầu nóng để các bác chuyên dùng để mình ví dụ như là các bác bị đau chân, đau tay, đau khớp cổ vai gáy này, cổ vai này, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, rồi khớp gối này. Đó thì dòng này nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc dung tích của nó là 100ml. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên các cái phần nóng, các cái phần đau, sau đó thì các bác xoa đi. Đây. Để các bác massage đi cho nó đánh tan các cái phần bị đau nóng bầm tím. Các bác dành cho người bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy hoặc các bác chơi thể thao thì cũng dùng cái này rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ như này thôi. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chổi đó nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt. Con này thì nó sẽ có chiều dài của nó vào khoảng 1m2, 1m3. Và dòng này nó sẽ là vắt vắt bằng tay, các bác chỉ cần kéo là nó sẽ vắt thôi. Nó rất là tiện đây. Về nhà thì các bác xoáy kết nối các cái phần này vào cho em này. Đấy, nó sẽ có các cái phần nấc như này. Nấc này các bác xoáy vào cho em. Đây là cái phần đằng đuôi này. Các bác xoáy vào cho em. Chiều dài của nó vào khoảng 1m2 đến 1m3. Đây, rất dài luôn các bác này. Đấy, rất dài luôn. Các bác có thể dùng để lau trần nhà, rồi lau nhà, lau gầm bàn, gầm ghế rất là ok. Khi vắt thì các bác lưu ý các bác là thấm cho em cái ấy vào đây nhá. Đấy, thấm cho dầu vào, cho dầu lau vào thì nó sẽ khi vắt nó sẽ trơn, dễ vắt hơn. Và các bác chỉ cần kéo này cho em này. Đấy, kéo này cho em là nó sẽ xoắn vào này này các bác. Đấy, nó sẽ vắt khô luôn. Còn các bác đẩy ra nó lại xẻ bằng như này. Và con này của nó thì xoay 360 độ luôn. Cho nên là các bác đưa vào các ngóc ngách đều được hết nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100k cho cái chổi tự vắt này thôi. Khi vắt thì các bác kéo lên như này là đã vắt rồi. Các bác có thể lau trần nhà, lau bàn ghế, rồi lau tủ, lau sàn nhà đều ok hết. Con này nó lau đa di năng được nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái mã chổi tự vắt như này. Đấy, giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100.000 một chiếc. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Nó cũng khá là tiện thôi nhá. Đấy. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái mã chổi nữa, đó là cái chổi chữ nhật đây. Giá thì sẽ là 80.000 cho bọn em chổi chữ nhật thế này. Đấy, con này thì nó cái bản chiều lau của nó thì sẽ dài hơn vào khoảng là gần 40cm. Và con này nó cũng là vắt tự động luôn. Các bác chỉ cần đẩy qua là nó sẽ vắt tự động cho các bác luôn. Nó cũng rất là tiện, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con massage các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là súng massage nhá, hình khẩu súng như này. Đấy, và nó massage rất là khỏe luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 đầu. Các bác chỉ cần lắp vào. Đấy, giữ cái phím này nó sẽ lên này và tăng tốc ở đây. 1 2 3 4 5 6 có 6 cấp độ như này các bác này. Đấy. Đấy. Dùng rất là mạnh các bác này. Các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân, rồi lưng, rồi cổ đều ok hết nhá. Đấy, nó dùng rất là mạnh luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác để các bác dùng để massage vào các cái bó cơ này. Đấy, lòng bàn tay, lòng bàn chân, rồi các bác giữ lì này nó sẽ tắt nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 đầu luôn, 4 đầu. Đấy, đầu tròn, đầu tày, rồi đầu hình súng thôi nhá. Đấy, đây, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Lên cho em là súng massage nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có 170.000 cho một con súng massage này thôi. Lên mã giúp cho em nó là hình khẩu súng như này nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đó, lên cho em là súng massage nhá. Súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170k cho một em súng thư giãn như này. Rồi ok.